Hôm nay là ngày đầu tiên tinh thần đi tới trường học. Cô đi trên đường bắt gặp một bạn đang đi xe đạp. Định đi tới xin quá giang một đoạn cho đỡ mỏi nhưng cô xảy chân vô tình làm đổ cốc nước trong tay cậu vào người đứng ở cạnh làm cậu tí thì ăn sáng bằng nắm đấm. Cô đi tới xin lỗi thì cậu liền đi mất khiến cô bé chưa kịp nhờ vả. Ở trường cô chủ nhiệm đi vào lớp trong lúc họp chợ thì cô cũng hơi bỡ ngỡ. Cô giáo thấy chợ phiên náo nhiệt quá thì định cho bọn này họp thêm cả năm làm cả lớp đồng ý không chút do dự. Thầy hiệu trưởng đi vào dẫn theo tinh thần tới lớp mới. Cô bé nhiệt tình chào hỏi các bạn mà nói nhiều đến nỗi cái bảng trên tường cũng rụng luôn. Cô bé được xếp ngồi với lớp trưởng thì nhận ra ngay bạn học mình gặp buổi sáng. Cô vừa ngồi xuống bàn thì cái ghế cũng không chịu được vẻ đáng yêu của cô nên cũng đổ gục luôn làm con bé quê quá trời. Giờ ra chơi lớp trưởng phát sách bài tập cho cả lớp mà tinh thần xui quá nhận ngay cuốn sách in ngược duy nhất. Sau tiết học, tinh thần đang ngồi điền thông tin trong phòng chủ nhiệm thì một bạn học chạy tới trộm cuốc truyện tranh ở ngoài. Không may làm rơi con robot yêu quý của ông thầy rồi chạy đi làm tinh thần ngơ ngác bị phạt oan ngay ngày đầu đi học. Đúng là xui hết chỗ nói mà. Sau giờ học cô bé tóc vàng đang muốn đi xem giải đấu bóng rổ rồi tiện thể ngắm nam thần đẹp trai của cô ở trận đấu đó thì bị vướng lịch trực nhật. Cô vớ ngay tinh thần đang ngồi ngơ ngác vì bị thầy chủ nhiệm phạt ở đằng sau. Cô bé nhờ tinh thần ở lại trực nhật giúp để cô đi có việc bận và tinh thần rảnh rỗi không có gì làm liền đồng ý ngay mà đâu biết cô bạn nhờ mình để đi ngắm trai đâu. Tinh thần ở lại dọn lớp sắp mặt thì cô bạn tóc vàng bên này cổ vũ cho nam thần rất nhiệt tình. Tinh thần ở lớp đang ngồi viết kiểm điểm thì lớp trưởng Nhất Bạch đi vào khiến cô giật mình. Đã vậy còn lấy vở của cô đang viết, cô liền giật lại nhưng nhìn kỹ ra mới thấy đó là vở của Nhất Bạch thì cô bé ngại ngùng trả lại anh. Đã xui thì chớ lại còn bị cậu mắng là ngốc thì cô bé chạy theo túm tay cậu lại rồi cứ cười một mình không khác gì con ngốc thật. Trong đầu thì nghĩ mình rất ngầu, con bé bị Nhất Bạch đánh tỉnh mộng luôn, không biết phải đội mấy cái quần cho đỡ quê đây nữa. Ngày hôm sau tinh thần ngồi ở lớp buồn bã vì phải nộp bản kiểm điểm, tóc vàng liền đi tới an ủi cô bé rồi còn hứa tìm ra tên thủ phạm và sẽ đánh cho hắn đầu thai lại. Thật trùng hợp thằng thủ phạm đúng lúc vừa đến thấy bạn mình sẽ đánh mình thì cũng rén ngang rồi im lặng về chỗ. Thằng đó lại còn quay ra giả vờ hỏi han tinh thần đã vậy còn nói tin cô sẽ không làm hỏng nữa chứ. Nhất Bạch thấy thằng bé nói vậy thì nói ý làm tóc vàng hiểu ngay là do thằng bé làm thì liền đi tới chất vấn cu cậu. Nhưng cu cậu ban đầu còn giả ngơ thì tóc vàng dọa đánh cho cu cậu đi đầu thai lại. Cu cậu bè nhận lỗi và rồi cũng xin lỗi tinh thần. Tóc vàng bắt cậu phải đi nhận lỗi với hiệu trưởng thì cu cậu lúc này đành ngoan ngoãn làm theo. Sau giờ học cu cậu vừa nhảy cóc xong thì chủ nhiệm lại bắt cậu đi cọ toilet làm cậu ngơ luôn mất. Cậu không chịu thì giờ trò nũng nịu với chủ nhiệm nhưng nào có thành công. Trong tiết học cô giáo chúc mừng Nhất Bạch đã đạt giải nhì cuộc thi robot của tỉnh và còn là học sinh xuất sắc nhất lớp trong bài kiểm tra vừa rồi làm mọi người hết sức ngưỡng mộ. Còn tinh thần thì lại là học sinh đứng nhất từ dưới lên làm cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau tiết học tinh thần còn buồn vì thành tích hơi tệ của cô. Khâm Ca ngồi bên thấy vậy đành an ủi và rồi còn tiết lộ cho tinh thần biết nam thần mà mình hâm mộ là ai. Sau đó Khâm Ca kéo tinh thần tới lớp của anh nam thần Phương Kỳ để cô giúp mình xin chữ ký của anh. Tinh thần ngốc được Khâm Ca động viên thì liền đi tới cửa lớp xin chữ ký của anh nam thần. Thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô thì anh cũng đành đồng ý luôn làm hai cô bé vui sướng vì anh quá đẹp trai. Trong tiết học thầy giáo trả bài kiểm tra cho mọi người thì tinh thần phát hiện ra bài kiểm tra bị điểm thấp này vốn không phải của mình nhưng tìm quanh đó vẫn không biết ai đã đổi bài kiểm tra của cô. Cô bé buồn bã đến cuối giờ Khâm Ca thấy tinh thần như nhau thì liền bày ra một cách để giúp cô tìm thấy được bài kiểm tra. Buổi tối đó tinh thần rón rén bước tới văn phòng theo kế hoạch của Khâm Ca. Cô bé mở cửa sổ định trèo vào thì gặp ngay Nhất Bạch đi tới. Cô bé cầu xin cậu nể tình là bạn cùng bàn nên giữ kín chuyện này giúp cô, rồi còn kể cho cậu lý do đi đến đây là để tìm bài kiểm tra của mình. Nhất Bạch cũng không nói gì rồi kệ cô trèo cửa sổ tiếp. Cậu bước tới cửa mở khóa đi vào làm tinh thần không ngờ đến rằng cậu lại có chìa khóa văn phòng. Cả hai đi tới tìm kiếm bài thi của tinh thần. Vừa kịp lúc biết ai đã đổi bài thi với cô thì bảo vệ đi tới kiểm tra làm hai đứa ngồi một góc không dám phát ra tiếng động. Thấy có sơ hở hai đứa liền chạy thục mạng ra khỏi trường. Về đến nhà Nhất Bạch ngồi học nghĩ đến tinh thần thì có cảm giác như đã từng gặp ở đâu. Cậu mở quyển nhật ký và nhớ về cô bạn thời nhỏ của mình. Sáng hôm sau tinh thần đi tới chất vấn cô bạn Trương Đồng đã đổi bài thi của mình thì Trương Đồng một mực phủ nhận nên cô không thể làm gì. Giờ ra chơi tinh thần định lên báo cáo với cô chủ nhiệm thì gặp Trương Đồng ở đó đang bị cô khiển trách vì thành tích kém nên đành bỏ đi. Lúc sau tinh thần đang đi trong hành lang thì gặp Trương Đồng đứng đợi ở đó. Trương Đồng liền nhận lỗi sai rồi cậu xin tinh thần bỏ qua cho cô vì cô bé sợ bố cô biết được sẽ nổi giận. Tinh thần tốt bụng chỉ đành đồng ý với cô bé. Ra về tinh thần vẫn ngây ra vì chuyện đó và còn vì lời nói của cậu bạn học đã xem bói cho cô. Cô liền chạy tới hỏi Nhất Bạch xem cô có giống như lời cậu bạn kia tả không thì liền bị cậu chê ngu vì cái tội dễ tin người của mình. Rồi hai đứa tranh cãi nhau chỉ vì chuyện 28 điểm với cả 62 điểm giống nhau chỗ nào làm tinh thần giận dỗi bỏ về vì cái tính cố chấp của Nhất Bạch. Ngày hôm sau Nhất Bạch cùng tinh thần đi mua quà chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh. Tinh thần đang loay hoay gói thì một bạn học đi tới nhờ cô treo cờ ở tận trên cao.
Vì với mãi không được cô bé ngã về sau, may thay có tinh thần kịp thời tới đỡ cô làm bạn học đứng bên bất ngờ luôn. Nhưng tay Nhất Bạch toàn ra bọc xương làm cô bé tinh thần đau hết cả lưng với cậu. Vì để bù đắp cho cô, cậu quyết định giúp cô bé giải quyết vấn đề cho cuộc họp phụ huynh ngày hôm sau, làm cô bé lật mặt ngay được, liền vui vẻ cảm ơn cậu rồi rít. Hôm sau buổi họp phụ huynh kết thúc, tinh thần đã đợi ở nhà gửi xe để cùng Nhất Bạch về thăm bà cô. Đường về nhà cô bé dốc cao quá làm cậu đẩy mệt đến thấy cả bà cố nội rồi, mà mãi tinh thần mới chịu đẩy giúp. Nhất Bạch đến nhà cô bé nói cho bà cô về tình hình học tập của tinh thần mà lỡ nói thật quá làm cô bé có chút ngại ngùng. Sau đó cả hai lên phòng của tinh thần tham quan, thấy cô bé thích thiên văn học cậu liền biết ngay cô bé cầm tinh ngôi sao chổi vì số xui gì mà xui dữ. Sau đó tinh thần xuống nhà lấy trứng luộc lên mời cậu ăn, cậu đã cố từ chối nhưng cô bé đút tận miệng bắt cậu ăn bằng được mới thôi. Vì ăn tham quá mà mắc nghẹn luôn, cậu chỉ tay lấy nước thì cô bé không hiểu gì liền đi tới đằng sau cho cậu mấy cùi trò vào lưng để cậu nôn ra nhưng không có ăn thua. Cô liền bế xốc cậu lên ép cho ngực cậu muốn tắc thở mãi sau mới thoạt được cô bé để lấy nước uống. Cậu hoàn hồn lại mới thấy lời anh nói cô là sao chổi không sai chút nào. Cậu liền bỏ về luôn để bảo toàn tính mạng chứ ở thêm lúc nữa chắc không còn mạng để về nhà mất. Hôm sau cả lớp đang bàn bạc về tiết mục biểu diễn văn nghệ thì Khâm Ca đi đến đề xuất cả lớp nhảy dancer pop. Cô giáo bảo cả lớp diễn thêm vở kịch Hồ Thiên Nga nữa làm ai cũng ngơ ngác luôn. Vì không ai chọn được nữ chính cho vở kịch, cô giáo đành cho mọi người bốc thăm. Tinh thần nhà ta tự tin vì tỷ lệ trúng nhỏ như vậy làm sao có thể vào, mình thì đời và cho cô một cú đau điếng. Cô bốc ngay phải lá phiếu trúng thưởng. Tinh thần lần đầu tập kịch thấy bạn học vừa diễn vừa nhảy đồng cho thêm phần kịch tính thì không nhịn nổi cười. Đã vậy lúc tập kịch lại còn đọc sai kịch bản nhưng còn cãi cơ mới chịu. Cô bé cứ sai mãi thì mất tự tin trách mọi người biết cô không diễn được nhưng cứ bắt cô diễn. Nhất Bạch nghe được liền nói nếu không muốn thì khỏi đến làm cô bé buồn ngang luôn. Ra về cô ấm ức đứng một góc trách Nhất Bạch suốt ngày chỉ có bắt nạt cô. Vô tình hai cậu bạn đi qua xô tinh thần ngã ra xuống đài phun nước. Anh Nam Thần trùng hợp đi ngang thấy vậy liền chạy ra đưa tay kéo cô bé lên. Nhưng cô bé vì mải nhìn anh đẹp trai quá mà ngơ luôn. Trong khi đang ngơ ngác vì được anh đẹp trai đưa tay giúp đỡ làm cô bé điếc ngang. Anh nói mãi không nghe nổi nên chỉ đành với tay kéo cô lên bờ. Sau đó cả hai cùng ra về thì Khâm Ca gọi tới. Đúng là máy hàng chung nội địa có khác bị ngã xuống mà vẫn không sao. Sau đó cô tới chỗ Khâm Ca kể cho cô biết Nhất Bạch đã bắt nạt cô thế nào, đã cay lại còn ăn mì cay làm cô bé không chịu nổi. Nhất Bạch trùng hợp đi qua thấy cô bên trong lau miệng lại tưởng cô bé đang khóc lóc thảm thiết ở trong. Về đến nhà tinh thần cay cú chỉ có thể trút giận lên con gấu bông, sau đó bà cô gọi xuống ăn cơm. Con bé làm mặt buồn bã hỏi rằng mình có chăm chỉ không thì bà rất tự tin nói với cháu mình trừ lúc ăn ra thì không lúc nào là cô chăm chỉ cả, làm cô bé bất ngờ luôn. Sau đó bà cũng an ủi rồi khuyên nhủ cô bé. Nhất Bạch lúc này ở nhà nghĩ tới cảnh lúc chiều của tinh thần mà trách móc cô. Ở bên này cô bé vì giữ thể diện liền ở nhà tập lại kịch bản để không bị mọi người trách mắng. Ngày hôm sau tinh thần thấy Nhất Bạch vẫn lạnh lùng không nói gì với cô thì liền làm mặt giận dỗi rồi nằm ra bàn. Trong tiết học Nhất Bạch mượn tinh thần bút dạ màu nhưng cô bé giận dỗi đưa cậu bút chì màu luôn. Không thèm để ý gì đến cậu nhưng khi Nhất Bạch đứng lên đọc văn thì lại bất giác ngước lên ngắm vẻ đẹp trai của cậu. Giờ ra chơi hai đứa chạm mặt nhau ở cửa lớp thì không ai chịu nhường ai, cứ chặn đường nhau một lúc mới chịu. Thấy bạn học đưa kịch bản cho tinh thần, Nhất Bạch liền đi tới giật lại nói cô không muốn diễn thì thôi. Nhưng tinh thần cay cú lấy lại kịch bản và nhất định giữ vai nữ chính của mình. Sau giờ học tinh thần mua nước cho mọi người để xin lỗi vì hay quên thoại. Cô đến ngồi cạnh ngại ngùng đưa nước cho Nhất Bạch nhưng vẫn còn phải tỏ vẻ giận dỗi mới chịu. Trong tiết học thì còn ngủ gật trông cũng dễ thương, chỉ có điều chảy hơi nhiều nước miếng. Nhất Bạch thấy vậy thì tốt bụng cho cô lót khăn giấy chứ không tí nữa nước miếng chảy ngập bàn mất. Tinh thần tỉnh dậy thì vội vàng làm bài tập nhưng có nghe giảng đâu mà làm nổi. Nhất Bạch thấy tội lại cho cô bé mượn vở chép bài nhưng vẫn không quên mắng cô. Sau giờ học tinh thần ở lại tập thoại một mình thì Nhất Bạch đi đến thấy vậy liền nấp ở một bên. Sau khi tập xong chuẩn bị lấy cặp ra về thì cô bé bị dọa hết hồn vì Nhất Bạch đứng bên cạnh nghe lén. Cả hai cùng ra về sau đó, tinh thần vì quên áo khoác nên có chút lạnh, Nhất Bạch liền lấy áo của mình khoác cho tinh thần. Khi lên xe cô bé vui sướng ngắm nhìn chiếc áo đã vậy còn ngửi mùi trông mới biến thái làm sao. Đến ngày diễn kịch, Nhất Bạch không thấy tinh thần đâu thì bạn học cho biết cô vì run quá mà chạy vào nhà vệ sinh nên anh đi tìm cô. Đến nơi tinh thần bước ra làm cậu ngây ra một lúc không biết vì xinh quá hay vì nhìn trông hề quá. Đến lúc diễn cũng còn làm mọi người cười ồ lên vì vẻ ngoài của cô. Đã vậy lúc diễn còn vô tình đá bay chiếc giày xuống sân khấu làm đám đông được fan cười lớn với cô bé ngây ngốc này. Sau vở diễn thì bị mọi người trách mắng vì đã bị cô làm hỏng. Cô bé buồn bã chạy đi ngồi một góc khóc lóc một mình. Nhất Bạch đi tới an ủi vì cô bé mất mặt quá nhưng cậu lại cà khịa cô đây đâu phải lần đầu cô mất mặt làm con bé càng bực thêm. Tinh thần bụng kêu lên vì đói thì Nhất Bạch nói dẫn cô đi ăn canh gà cho bổ não thì cô bé lật mặt vui vẻ ngay được. Lúc này bạn học gọi tới Nhất Bạch nói tinh thần được giải nữ chính nổi bật nhất làm cậu không tin nổi còn tinh thần thì nhảy lên vì vui sướng.
Tối đó trở về nhà, Tinh Thần vui vẻ đặt cúp của mình lên kệ. Tinh Thần lại nhớ về cậu bé ngày xưa cũng cho kẹo an ủi cô y hệt như cách Nhất Bạch an ủi hồi chiều. Còn Nhất Bạch bên này thì nhớ lại vẻ ngây ngốc đáng yêu của Tinh Thần cũng bất giác cười rất vui. Hôm sau Khâm Ca rủ Tinh Thần đi mua album mới của ngôi sao nổi tiếng nhưng cô bé từ chối vì phải để dành tiền. Khâm Ca liền nói sẽ mua cho cô nhưng cô bé phải làm quà sinh nhật tặng anh Nam Thần cho Khâm Ca. Tinh Thần vội từ chối nhưng đâu có được nên cô bé đành miễn cưỡng chấp nhận. Cô tới thư viện tìm mấy cuốn thư tình để giúp Khâm Ca thì anh đẹp trai bám theo vì tội hôm trước biểu diễn kịch cô đá giày bay tới mặt cậu. Cô bé lôi cậu ra căng tin để mua đồ ăn chuộc lỗi nhưng cậu vẫn không chịu nên chỉ bảo sẽ để cô chuộc lỗi sau rồi rời đi. Sau đó cậu lại tìm đến lớp Tinh Thần rồi nói muốn cô làm hết bài tập một môn đến hết học kỳ để cô chuộc lỗi với mình, làm Tinh Thần hoảng hốt. Nhất định không chịu nhưng cậu uy hiếp nên cô bé đành đồng ý. Để đền đáp, Tinh Thần đã làm bài tập cho mình, Hạo Thiên liền dẫn cô đi ăn xiên bẩn, hôm sau còn tốt bụng trả lại thư tình mà cô bỏ quên. Tới giờ ra chơi, cậu đến lớp tặng cô mấy cuốn truyện cô thích rồi còn đòi cô làm thêm bài tập toán cho mình. Cô bé từ chối luôn rồi vào lớp mặc kệ cu cậu đứng ngoài cười một mình. Vào tới lớp lại bị Khâm Ca tò mò hỏi bạn học đó là ai, làm cho Tinh Thần than vãn một lời khó nói. Nhất Bạch ngồi cạnh thấy thật ấu trĩ. Trong giờ tin học, Khâm Ca cho Tinh Thần xem ảnh Nam Thần Phương Kỳ, làm cả hai thích thú vì được dịp ngắm trai đẹp đã mắt. Tinh Thần chợt nhớ ra chưa kết bạn với Nhất Bạch nên cô quay sang bảo cậu kết bạn nhưng cậu không chịu. Khâm Ca lướt vào trang của Tinh Thần thì thấy Hạo Thiên liên tục bình luận vào bài viết của Tinh Thần làm cô bất ngờ. Nhất Bạch bên này nghe thấy câu chuyện lại tự động kết bạn với Tinh Thần làm cô bé ngây ngốc. Vì chỉ vừa mấy giây trước đòi kết bạn thì không chịu, giờ lại tự gửi lời mời cho mình nhưng cô bé vẫn vui vẻ đồng ý. Cô vào xem trang của cậu định ngắm cậu tí nhưng cái trang của cậu lại trắng y như cái tên, đến một cái ảnh cũng không có để cô ngắm. Sáng hôm sau tới lớp, Tinh Thần vẫn chưa hoàn thành bài tập nên bị Nhất Bạch trách đã không làm bài được rồi mà vẫn còn làm thêm bài tập của người khác. Cô đành cầu xin cậu cho cô mượn vở chép bài, cậu cũng rộng lượng cho mượn rồi được đà lấn tới cô nhờ luôn cậu chép bài cho Hạo Thiên giúp mình. Cậu không đồng ý nhưng sau đó lại tự động chép hộ vì thấy cô bé này ngốc quá. Trong tiết học, vì Khâm Ca thúc giục Tinh Thần mau đưa thư tình cho cô xem làm cả hai đứa bị thầy phát hiện. Thầy giáo đi tới lấy bức thư đọc cho cả lớp nghe, làm hai cô bé ở dưới như muốn đội quần vì xén quá. Thầy giáo trách móc Tinh Thần không tập trung học còn yêu với đương rồi dọa sẽ nói cho thầy chủ nhiệm. Thầy giáo chất vấn cô viết cho ai. May thay Nhất Bạch đứng lên nhận là thư của mình được gái tặng nên đã giải vây cho Tinh Thần nên chỉ bị phạt đứng ở ngoài. Sau đó hai cô gái đi vào mệt mỏi vì đứng ngoài cả tiết nhưng vẫn tiếc nuối vì thầy giáo đã giữ mất thiệp. May thay Nhất Bạch đã gặp thầy lấy lại cho hai cô. Khâm Ca vui vẻ nói đại ân lần này sẽ nhờ Tinh Thần báo đáp, làm cô bé than thân trách phận phải làm trâu làm ngựa với cậu. Cô bé vì muốn báo đáp Nhất Bạch liền nói sẽ giúp Nhất Bạch viết thư tình nhưng anh từ chối ngay vì anh làm gì có ai khiến anh để mắt tới. Vào giờ học, cô chủ nhiệm đến thông báo với mọi người cả lớp sẽ phải phụ trách cho giải thể thao của trường lần này rồi lươn lẹo bắt mọi người chuẩn bị một bài nhảy chào mừng. Cả lớp không kịp từ chối nên không có cách nào khác ngoài chấp nhận tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn, giải thể thao đã chính thức bắt đầu. Ở bài thi nhảy xa, Hạo Thiên tự tin nói với Tinh Thần nếu cậu chiến thắng cô phải mời anh uống nước thì cô cũng không từ chối chút nào. Sau đó quay sang nói với Nhất Bạch nếu cậu thắng cô sẽ viết bài biểu dương cậu, làm cậu như được búp thêm sức mạnh, cậu vượt qua cả Hạo Thiên và giành luôn giải nhất. Trong khi mọi người đến chỗ ngồi nghỉ ngơi thì đã bị đám học sinh lớp A4 chiếm mất, làm cả hai lớp tranh cãi nhau. Đám nam sinh lớp A4 đi đến định động chân động tay với đám Khâm Ca thì bị Dịch Mộc đi tới ngăn cản. Cả hai còn định xô sát với nhau làm cho Dịch Mộc vì vậy mà bị khiển trách. Trong bài thi chạy, cả hai lớp trùng hợp lại chạy cạnh nhau. Cô bé lớp Tinh Thần bị con bé lớp A4 chơi xấu ngã ra đất, làm lớp Tinh Thần thua ở trận này. Quay về lớp, mọi người tức tối muốn đi tới lớp A4 xử đẹp chúng nhưng Tinh Thần ngăn lại kịp thời. Cả lớp đồng loạt hỏi Nhất Bạch xem liệu thù này có báo không. Cậu khẳng định phải báo nhưng sẽ không đánh nhau mà phải đánh bại chúng trong những môn thi tiếp theo cho chúng nó nhục mặt. Cả lớp hào hứng quyết tâm muốn đánh bại chúng. Tinh Thần cũng xung phong thi chạy đường dài. Nhất Bạch liền ngăn cản cô nhưng cô quyết tâm lấy lại danh dự cho lớp nên anh cản không có nổi. Trong khi giải đấu diễn ra, Nhất Bạch cùng Tinh Thần đưa bạn học bị thương đến phòng y tế. Cô bạn cảm kích nắm tay Nam Thần mình ngưỡng mộ rồi còn nhờ cậu đưa về lớp. Nhất Bạch định nhờ Tinh Thần nhưng cô liền nói có việc rồi chạy đi mất. Làm Nhất Bạch ở lại ngại ngùng liền hất tay cô bạn ra và cho bạn học khác tới đưa cô bạn về lớp thay mình. Tinh Thần ở ngoài sân đấu nhớ lại mấy lời của bạn học kia mà muốn mắc ói. Hạo Thiên lúc này đi tới tặng cô chai Coca. Đang định cầm uống thì Nhất Bạch đi đến đưa cô chai nước suối và trả lại Hạo Thiên. Cậu nói cô không thể uống vì sẽ bị đầy bụng, làm cô bé cũng thấy đúng luôn. Sau đó bài văn kinh điển của Tinh Thần tặng anh được đọc toàn trường. Cô ngại ngùng vì nhờ Khâm Ca viết mà lại tả anh giống cả con ếch xanh, làm Nhất Bạch nghe xong cũng không thể tin nổi về bài văn kinh điển của Tinh Thần. Sau các bài thi, tổng điểm của cả lớp vẫn thua lớp A4 5 điểm nên chỉ trông chờ vào hai môn chạy đường dài còn lại, mà Tinh Thần thì lại đang bị đau bụng nữa chứ.
Đã vậy còn bị hai đứa lớp A4 ra cà khịa, khi chuẩn bị đi Nhất Bạch còn cúi xuống buộc dây giày lại cho cô. Trận đấu mới bắt đầu được một vòng, cô bé Tinh Thần đã thấy bụng mình sắp chịu không nổi, nhưng nhìn thấy bạn bè cổ vũ mình như vậy cô vẫn mặc kệ cơn đau. Cô kìm nén rồi tiếp tục chạy về phía trước và đạt giải nhì trong trận đấu. Sau giải đấu cả lớp được ông chủ nhiệm khen ngợi, đã vậy mọi người còn hiên ngang đi qua vênh mặt lên cà khịa bọn lớp A4 bị thua cuộc. Tinh Thần về nhà được bà chăm sóc và được Nhất Bạch nhắn tin hỏi thăm tình hình. Trong giờ thực hành hóa học cả lớp đang làm thí nghiệm, Nhất Bạch và Tinh Thần cùng nhau làm thí nghiệm thì cô bé vô tình làm tay bị bỏng. Nhật Bạch liền xử lý vết bỏng cho cô ngay. Sau giờ ra chơi còn đi lấy thuốc bôi cho Tinh Thần nữa. Vào tiết học cô giáo đi đến thông báo cả lớp có buổi tham quan Đài Thiên Văn làm đám học sinh vui mừng thích thú. Cả lớp bắt đầu chuyến đi của mình trên du thuyền. Tinh Thần thấy Nhất Bạch đứng một mình thì đi tới chụp lén cậu rồi bị bạn học nói cho Nhất Bạch, nhưng cậu lại đi tới lấy máy của cô để cả hai chụp chung với nhau. Sau đó mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa trên thuyền rồi cùng nhau leo núi đến Đài Thiên Văn. Trên đường leo núi Tinh Thần thấy Nhật Bạch đi chậm quá liền đứng lại chơi đùa rồi không may trượt chân làm cô bé ngã ra. Khi Tinh Thần gần ngã xuống vách núi, Nhất Bạch đưa tay ra thì lại nhớ về ký ức năm xưa làm cậu hoảng sợ đứng đơ ra. Cũng may Hạo Thiên kịp thời đi tới kéo cô bé lại, Hạo Thiên mắng Nhất Bạch thì mới làm cậu tỉnh táo lại. Cậu sợ hãi ra mặt rồi liền xin lỗi và bỏ đi, đến một bãi đất rộng để cắm trại. Tinh Thần một mình đi lấy nước làm khâm ca có dịp bày trò cho hai người. Cô bé lo lắng đi đến chỗ Nhất Bạch nói Tinh Thần đi lấy nước mãi chưa về không chừng đã bị lạc. Cô giáo thấy vậy liền nói Nhất Bạch đi tìm Tinh Thần về thì làm khâm ca vui mừng vì kế hoạch cũng mình đã thành công. Nhất Bạch đi một hồi thì bắt gặp Tinh Thần đang nằm ngủ một góc liền đi tới bên cạnh trêu chọc cho cô tỉnh lại. Cậu liền xin lỗi Tinh Thần vì chuyện sáng nay đã không bắt lấy tay Tinh Thần, nhưng Tinh Thần thì lại lo lắng hơn vì sắc mặt của cậu lúc đó không được tốt. Sau đó cả hai cùng đi tìm nguồn nước. Bằng kinh nghiệm của Nhất Bạch không mất nhiều thời gian cả hai đã tìm thấy một con suối nhỏ. Hai người đi đến rửa rau cho mọi người. Tinh Thần không may làm tuột tay khiến rau trên tay bị trôi. Cô liền chạy đến túm lấy rồi không xui thế nào cô ngã luôn xuống suối. Nhất Bạch liền lội xuống đỡ cô lên bờ. Cậu mắng cô đã hậu đậu rồi lại còn xui xéo nữa. Tinh Thần lúc này đã ướt hết quần áo rồi còn bị trẹo chân. Nhất Bạch đành lấy áo của mình để Tinh Thần khoác lên cho đỡ lạnh. Thấy chân cô không đi nổi nữa thì Nhất Bạch liền cõng cô về. Buổi chiều cả đám ăn uống chơi đùa với nhau rất vui. Đến tối đám Tinh Thần chơi vui vẻ thì cô giáo đến phát tờ đề thi để mọi người đi ngắm sao rồi làm bài tập của cô giáo. Cả đám đi lên núi ngắm sao thì đột nhiên lạc mất Tinh Thần nên Nhất Bạch đành quay lại tìm cô. Tinh Thần bên này đi một mình thì gặp ngay phải Hạo Thiên đằng sau hù dọa làm cô hét toáng lên. Nhất Bạch nghe thấy tiếng thét liền chạy tới rồi cả ba cùng đi đến chỗ mọi người. Được nửa đường thì đèn hết pin, Tinh Thần sợ bóng tối nên Nhất Bạch nằm tay cô đưa cô đi tiếp. Đến nơi mọi người đang đợi, Khâm Ca ngưỡng mộ vì cô bạn có hai anh vệ sĩ nam thần hộ tống làm cô bé ngại ngùng. Rồi cả đám đứng nghe Dịch Mộc kể chuyện ma. Tinh Thần sợ hãi đứng nép vào Nhất Bạch. Cả đám sau đó ngắm sao với nhau còn gặp mưa sao băng nên liền cùng nhau ước nguyện. Sau chuyến đi cả lớp lại trở về trường học và thi kiểm tra cuối học kỳ. Sau kỳ thi mọi người đau đầu về vấn đề chọn lớp tự nhiên hay xã hội. Tinh Thần phân vân liền hỏi Nhất Bạch thì sau khi xem thành tích của Tinh Thần cậu liền bảo cô vào lớp xã hội. Tinh Thần lúc này buồn bực ra sân trường đứng một mình vì hiểu lầm Nhất Bạch không muốn giữ cô ở lại lớp. Nhất Bạch lúc này đi tới sau một hồi phân tích lại kết quả học tập của Tinh Thần cậu thấy cô nên ở lại lớp tự nhiên làm cô bé vui mừng ra mặt. Còn hứa sẽ vào top 10 của lớp làm Nhất Bạch nghi hoặc. Thấy anh làm mặt không tin tưởng cô lại đổi lại là top 20 cho thêm phần uy tín. Hôm sau Tinh Thần đang lau bàn cho Nhất Bạch thì cậu đi tới làm cô bé bất ngờ, cậu tặng cô quả trứng cho bổ não. Nói từ giờ sẽ giúp đỡ Tinh Thần phụ đạo thêm các môn sau giờ học đồng thời bắt phải làm hết bài tập trong vòng 1 tiếng. Đã vậy cậu còn chu đáo chuẩn bị cho cô bé thêm quả đồng hồ cát uy tín để cô làm cho chuẩn giờ. Trong tiết học về thực vật thầy giáo cho mọi người trồng cây xà lách, sau một thời gian Tinh Thần đi xem cây rau mình trông thì phát hiện rễ cây đã hỏng. Nên Nhất Bạch lấy ra lọ thuốc thần kỳ hàng Trung Quốc nội địa nhỏ vào làm cây của cô lại xanh tốt trở lại bằng tốc độ nhanh hơn cách người yêu cũ trở mặt. Tinh Thần thấy cây rau của mình ngon quá liền đem về lớp làm salad ăn luôn khỏi phải rửa, đã vậy còn xin thêm của Nhất Bạch để ăn cho đủ no. Trong tiết văn cô giáo cho mọi người viết về chủ đề người mình không thể quên làm Nhất Bạch ngây người ra mất một lúc. Sau giờ học Nhất Bạch lại ở lại dạy kèm cho Tinh Thần đến tận tối rồi đưa cô về. Để lãng mạn hơn thì anh dong xe đạp rồi cùng đi bộ với Tinh Thần về nhà cho thời gian đi bên Tinh Thần được lâu hơn. Về đến nhà cô rồi thì cậu mới chịu đi xe đạp về nhà. Nhất Bạch trở về thì cậu lại nằm mơ thấy cô bé gái năm xưa vì còn nhỏ nên đã không thể cứu cô bé lúc cô bé trượt chân khỏi vách đá. Cậu buồn bã ngồi một mình vừa khóc vừa nhớ về kỷ niệm đẹp với cô bé đó. Hôm sau cô giáo khen bài văn của Nhất Bạch rất hay và muốn cậu đọc cho mọi người nhưng cậu lại từ chối làm cả lớp lấy làm lạ. Tinh Thần cũng tò mò không biết người Nhất Bạch không thể quên được đó là ai, cô định mở sách của cậu xem thì Nhất Bạch đi tới gần làm cho bé bị dọa liền cất vội đi. Khi Tinh Thần được bạn học nhờ treo bảng lên cao, Nhất Bạch liền đi tới muốn giúp cô. Khi từ trên cao nhìn xuống Tinh Thần,
cậu lại có một cảm giác rất giống với cô em gái năm xưa làm cậu có chút choáng váng suýt thì ngã xuống, cũng may mà bám kịp vào bảng. Tinh thần bèn lên thay cậu làm nốt, Nhất Bạch ở dưới thấy cô phải với cao liền giữ chân cô cho đỡ ngà làm cô bé ngại ngùng. Mấy em bạn học đằng sau nhìn thấy cảnh ấy cũng sinh lòng ghen tị. Sau khi ra về, Nhất Bạch cùng Tinh thần đi về, lần này rút kinh nghiệm nên cậu đạp xe chở cô về cho đỡ vất vả. Trong thời gian nghỉ hè, mẹ Nhất Bạch đi vào phòng giúp con trai dọn dẹp quần áo thì thấy được cuốn nhật ký của cậu cùng rất nhiều kẹo và ngôi sao. Bà mở nhật ký ra thì biết cậu bao năm qua vẫn không buông bỏ được chuyện đáng tiếc xảy ra năm đó, liền bật khóc. Ở bên này, Dịch Mộc về nhà thì bị bố cậu nói cấm không cho đi chơi bóng rổ vì thành tích của cậu rất tệ, làm hai bố con tranh cãi nảy lửa rồi cậu bị ông tát và đuổi đi. Cậu đi đến nhà Khâm Ca, ở bên trong Khâm Ca cũng bị bố trách mắng vì biết cô yêu sớm nên định đánh cô bé. Cô thấy vậy thì thất vọng chạy ra ngoài bỏ đi. Nhất Bạch về nhà ăn cơm thì bố mẹ khuyên cậu nên buông bỏ chuyện quá khứ đi thì cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lên phòng. Ở trong phòng, cậu vô tình thấy vở tập của Tinh Thần ở trong cặp mình. Cậu tò mò xem, mở vở của Tinh Thần xem người cô không thể quên được là ai, rồi anh nhận ra Tinh Thần là bạn thân ngày bé của em gái cậu nên cậu liền nhắn tin hẹn cô ra gặp mặt. Nhất Bạch chạy đến gặp cô thì cô đưa cậu đến khu vườn của bà mình. Cô tò mò muốn biết người Nhất Bạch không thể quên là ai nên muốn xin cậu kể cho mình nghe. Cô cũng nói cho bí mật của bản thân cô. Trước đây cô bé là người mù nhưng vì được cô bạn thân trong bệnh viện hiến đôi mắt cho nên cô đã có thể nhìn lại ánh sáng một lần nữa cô. Đâu ngờ người bạn đó chính là em gái Nhất Bạch và chiếc vòng cổ cô luôn đeo bên mình lại chính là chiếc vòng do Nhất Bạch tặng cô năm đó. Nhất Bạch sau đó cũng kể cho Tinh Thần nghe về chuyện cậu vì ám ảnh ngày bé mà bị bệnh luôn. Khi nhìn thấy những cảnh giống với cảnh ngày xưa em gái cậu bị ngã thì cậu sẽ sợ hãi và chứng tăng động làm Tinh Thần cậu cũng không thể làm giò mổ. Cậu kể cho cô biết hôm nay là sinh nhật của cô em gái, còn cho cô biết em gái rất thích ăn bánh anh đào. Trùng hợp thay, Tinh Thần cũng rất thích nên cô liền chay đi mua chiếc bánh về tổ chức sinh nhật cho cậu và cùng tổ chức sinh nhật cho em gái của Nhất Bạch. Sau kỳ nghỉ hè, năm học mới lại bắt đầu diễn ra. Hạo Thiên năm nay cũng vào lớp của Tinh Thần làm mọi người bất ngờ không thể tin được. Hạo Thiên cho Tinh Thần mượn rất nhiều truyện tranh coi như quà làm quen làm cô bé rất thích, nhưng Nhất Bạch lại tỏ rõ thái độ không thích rồi tịch thu luôn truyện tranh của cô, rồi còn bắt cô làm bài tập làm cô bé ấm ức mà không làm gì được. Những ngày sau, cô luôn chăm chỉ làm bài tập của Nhất Bạch giao cho, có khi làm đến ngủ gật rồi vẫn cố gắng làm. Khi Tinh Thần đang than thở với Khâm Ca vì bị Nhất Bạch hành cho làm bài tập suốt mấy ngày nay thì bên đường có người bán gà con. Cả hai đi tới thấy chúng đáng yêu quá liền mua luôn hai con. Trong lúc đang suy nghĩ sẽ nuôi chúng ở đâu, Khâm Ca liền nghĩ ra một cách đem chúng đến trường để ngày nào cũng thấy chúng. Ở trường, một bạn học khác cũng mua gà nhưng vì nó kêu quá nên bị thầy giáo phát hiện rồi tịch thu, làm hai cô gái ở dưới thấy lo lắng. Hạo Thiên đề xuất để ở chỗ anh cách trường không xa làm thì hai cô gái đồng ý luôn. Trong giờ giải lao, con gà tự nhiên nhảy xuống gần Nhất Bạch làm cậu sợ hú hồn rồi liền bắt Tinh Thần đưa chúng rời đi ngay lập tức. Hạo Thiên dẫn hai cô gái đến nhà kho của mình để hai con gà vào đó rồi quay về lớp. Thấy hai cô gái thân thiết với Hạo Thiên như vậy thì Nhất Bạch cùng Dịch Mộc ghen tị lại còn đòi bóp chết con gà của hai cô gái. Hai anh liền đến quán game làm vài trận cho bõ tức. Ở quán game, hai anh bị một đám thiếu niên đến gậy sự định tần nhau với hai anh thì Hạo Thiên đi tới cho cân tim, cũng may ông chủ quán đi tới can ngăn rồi đuổi đám lưu manh kia về. Hạo Thiên lấy làm lạ vì thấy Nhất Bạch lại ở đây chơi game. Anh gạ kèo solo với Nhất Bạch luôn, nhưng sao mà đấu lại với Nhất Bạch nhà ta được. Ngày hôm sau, hai cô gái vẫn mải mê với gà con làm Nhất Bạch ngồi cạnh cà khịa, Tinh Thần hết cai được sách giờ lại sang chăm gà. Nhưng Tinh Thần lấy làm lạ liền hỏi tại sao Nhất Bạch lại sợ gà đến thế, thì anh cho cô biết anh dị ứng với tất cả động vật có mỏ. Sau giờ học, hai cô gái đến thăm gà con nhưng đến nơi lại phát hiện đã mất một con gà, làm cả hai lo lắng đi tìm mãi không được nên gọi Hạo Thiên rồi cả ba cha nhau ra tìm. Xui thế nào gà con lại đi đến chỗ Nhất Bạch, làm cậu sợ hãi gọi ngay cho Tinh Thần. Sau đó còn giữ con gà trên tay đợi Tinh Thần đến làm tay bị dị ứng lên hết. Đám lưu manh hôm qua đã tìm tới kho của Hạo Thiên vì biết anh ngày nào cũng đến đây, rồi chúng cậy cửa vào để mai phục nhằm chờ Hạo Thiên đến. Ở trong nhà kho, đám lưu manh đợi mãi không thấy Hạo Thiên đâu nên cử một thằng đi đến trường tìm. Trùng hợp gặp Nhất Bạch, hắn liền nói dẫn Hạo Thiên đến nhà kho rồi lập tức quay về. Nhất Bạch trở về lớp thì nhớ ra hai cô gái hôm nay cũng đến đó nên vội kéo Dịch Mộc chạy đến nhà kho. Ở trong nhà kho, đám lưu manh thấy có tiếng động của hai cô gái thì liền đứng ra cửa mai phục rồi bắt lấy hai cô. Hạo Thiên lúc này kịp thời đi tới liền xông vào tần nhau với chúng. Nhất Bạch và Dịch Mộc cũng đến ngay sau đó rồi cũng lao vào cho chúng một trận. Hạo Thiên không may bị một tên cầm gậy đánh ngã. Cả đám liền đưa cậu vào bệnh viện sơ cứu vết thương. Đang định đi về thì gặp ngay ông chủ nhiệm cũng ở bệnh viện. Cũng may Dịch Mộc ra mặt chặn ông thầy lại giúp mọi người trốn đi an toàn. Ông thầy phát hiện vết thương của cậu liền nghi ngờ cậu đánh nhau nhưng không có thời gian để xử lý. Sang hôm sau, chủ nhiệm tìm tới nói có người thấy học sinh của trường tụ tập đánh nhau. Ông biết ngay là Dịch Mộc, sau đó còn hỏi ai khác tham gia. Hạo Thiên và Nhất Bạch đang định đứng lên nhận thì Dịch Mộc nói chỉ có mình cậu nên bị ông thầy lôi ra ngoài.
Ông thầy đang trách mắng Dịch Mộc thì bốn người kia đi tới thừa nhận mình có tham gia, nhưng sau khi biết rõ chân tướng, ông thầy chỉ trách mắng qua loa và phạt cả đám đi dọn vệ sinh rồi bỏ đi. Cả đám vui vẻ dọn dẹp đến tận chiều muộn. Hôm sau, Dịch Mộc đen đủi bị thầy gọi bố cậu lên, trong khi cả đám lại chỉ bị gọi điện thông báo về nhà. Sau đó bố cậu đứng ngoài trách móc cậu, Khâm Ca định đi tới cứu bàn mình thì Hạo Thiên cản lại nên Nhất Bạch liền đi tới nói giúp cho Dịch Mộc. Chiều hôm đó, thầy chủ nhiệm liền tìm tới đám lưu manh bắt nạt học sinh của ông và cho chúng một bài học khiến chúng sợ hãi bỏ chạy mất dép. Ngày hôm sau, Hạo Thiên lại bày trò rủ Tinh Thần chơi cờ caro, làm Nhất Bạch ghen tị vắt luôn cả tờ giấy của Hạo Thiên đi rồi rủ cô chơi cờ caro với mình. Tinh Thần cay cú vì mãi không thắng nổi một trận thì muốn gạ thêm trận nữa, nhưng thầy chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện đằng sau làm con bé giấu vội quyển vở đi rồi bị phạt dọn vệ sinh. Tan học, Tinh Thần trách Nhất Bạch vì cậu mà làm cô bị phạt nên muốn cậu ở lại dọn cùng, nhưng Nhất Bạch lấy lý do đi học rồi chuồn lẹ báo hại Tinh Thần ở lại dọn dẹp một mình. Cô bé vừa dọn dẹp lại còn vừa đứng hát hò nhảy múa trên bàn nhưng quên mất mình cầm tinh ngôi sao chổi nên ngã dập mông xuống sàn. Nhất Bạch ở ngoài nhìn cô thấy cô ngã vội chạy vào đỡ cô lên rồi cả hai đưa nhau về tới trạm xe buýt. Sáng hôm sau, lớp bị hỏng đèn mà cô giáo báo quá thấy lớp tối thì cũng nhanh tay bật đèn lên làm bóng đèn nổ khiến cho đám học sinh sợ chết khiếp. Nhất Bạch thì vội ôm đầu Tinh Thần vào lòng đến mất cả cái cúc áo khiến cho cô bé về nhà vừa ngắm cái cúc áo vừa vui vẻ cười cả tối. Ngày hôm sau, Nhất Bạch bị cô giáo điều đi dẫn bạn học Nhược Doanh ở nước ngoài về thăm trường cả buổi, làm Tinh Thần lo lắng không tập trung học được. Đến khi ra chơi, nghe mọi người nói hai người đó là bạn thân, cô bé liền kéo Khâm Ca chạy đi đứng một bên nhìn họ từ xa. Đến giờ ăn trưa cũng còn cứ mãi nhìn tình địch mãi mới thôi. Sau đó, Nhược Doanh được cô giáo đưa đến lớp để học tập và chia sẻ với mọi người nhiều kiến thức nước ngoài. Cô đi tới chỗ Nhất Bạch tặng anh tài liệu rồi ngồi đó, làm Tinh Thần ghen tị liền đi đến đuổi cô đi. Sau giờ học, Nhược Doanh đi đế rủ Nhất Bạch đi học tiếng Anh thì khiến Tinh Thần ngồi ngây ngốc vẻ mặt có chút buồn cho tới tận tối vẫn không có tâm trí gì để học hành. Trong tiết học toán, thầy giáo giảng bài tâm huyết quá làm cô bé ngủ gật luôn, ông thầy trách mắng cô, sau đó ông giao bài tập nhỏ rồi gọi học sinh lên làm. Tinh Thần liền cúi đầu thầm mong mình không bị gọi tới, nhưng càng mong thì thầy lại thấy cô cúi xuống nên liền gọi cô lên bảng cùng với Nhược Doanh. Chị Nhược Doanh bên này làm đã làm xong bài từ lâu, còn Tình Thân vẫn chôn chân trên bảng mãi chưa chịu xuống, làm ông tức tối trách móc cô bé. Đến văn phòng, cô bị thầy giáo mắng cho muốn độ thổ vì nhục. Cô buồn bã ngồi dưới gốc cây với Khâm Ca. Đã vậy lại còn ban ngày với trời sao không chung một thế giới, làm Khâm Ca bên cạnh nghe xong cũng nổi da gà với con bé này. Khâm Ca động viên cô rồi cả hai hát hò yêu đời rồi cũng nhau đi mua đồ rồi còn làm tóc khiến Tinh Thần như gắn thêm cây nắm trên đầu. Trở về nhà, cô bé thấy bà đang nói chuyện với mẹ mình liền tránh đi một bên nghe trộm chứ không dám ra nói chuyện với mẹ mình. Sau khi bà gọi cho mẹ xong, cô bé mới chịu chui ra rồi liền lên phòng ngồi buồn bã ngắm nhìn bức ảnh gia đình mà cô cất kỹ trong ngăn kéo. Sau đó, Nhất Bạch nhắn tin hẹn cô ra ngoài học phụ đạo rồi anh cũng nhanh chóng đi tới chỗ hẹn thì Tinh Thần đã đứng chờ ở đó. Anh bất ngờ với diện mạo mới của cô bé, cũng không quên khen cô một câu lấy lệ làm cô bé rất vui. Cả hai ở quán cà phê cùng nhau học bài nhưng chỉ thấy Tinh Thần ăn là chính, cô cũng mời anh ăn một miếng. Nhất Bạch đang định từ chối thì cô bé đã nhét luôn miếng gà vào mồm, đã vậy còn đòi thêm một phần bánh anh đào nếu cô làm đúng hết đáp án hôm nay, chứ đúng là ngải heo nhập tới nơi mất. Hôm sau ở trường có tổ chức giải thi tri thức. Thấy phần thưởng là đồ ăn thì Tinh Thần cũng muốn tham gia để có cơ hội cùng ăn với Nhất Bạch thì ngay. Trong tiết cô chủ nhiệm Khâm Ca muốn giúp bạn thân mình nên liền muốn đăng ký thi cùng với Tinh Thần ngay. Cô giáo liền cho ba người Nhược Doanh, Tinh Thần và Khâm Ca thì một cuộc thi nhỏ để chọn ra người đại diện cho lớp đi thi lần này. Trong giờ ăn trưa, cả đám thấy Nhược Doanh thân thiết với Nhất Bạch thì Tinh Thần càng thêm động lực phải chiến thắng cuộc thi lần này. Thấy Nhất Bạch là người ra đề cho cuộc thi lần này, Tinh Thần liền lấy chai sữa tặng cậu rồi định xin cậu cho xem đề trước, nhưng cậu lại chỉ cho cô mấy câu hỏi để cô tham khảo nhưng cũng đủ để Tinh Thần vui vẻ. Cô còn tặng cậu thêm chai nữa, nhưng khi biết mấy câu đó trong bộ đề mấy nghìn câu thì cô bé giận dỗi muốn đòi lại ngay hai chai sữa vừa rồi. Những ngày sau, cô bé rất chăm chỉ học tập. Hạ Thiên tặng cô thêm quyển sách dày làm cô bé không biết phải học đến khi nào mới hết nổi chỗ này. Buổi thi của lớp đã bắt đầu diễn ra, Tinh Thần cùng Khâm Ca trả lời được gần hết những câu hỏi của Nhất Bạch, phía Nhược Doanh thì không sai được câu nào. Đến khi tỷ số hòa nhau nên Nhất Bạch đưa ra một câu hỏi phụ lại đúng sở trường ca hát mà Tinh Thần thích thì cô rất nhanh chóng trả lời rồi giành chiến thắng trong cuộc thi. Sau cuộc thi, cô bé vui vẻ đi tới chỗ Nhất Bạch nói cô sẽ không làm anh thất vọng, nhưng việc duy nhất cô cần làm chỉ là ấn chuông cho cậu thôi nên anh cũng không chút lo lắng. Anh chợt quay lại hỏi mục đích cô đi thi thì Khâm Ca đứng bên nói rõ vì để ăn với anh nên Tinh Thần mới muốn cùng anh tham gia cuộc thi lần này. Hôm sau đến ngày thi, Tinh Thần quên luôn thẻ tên, cũng may có Nhất Bạch đem theo nên cả hai thuận lợi đi vào cuộc thi. Cuộc thi diễn ra kịch tính nhưng đã phần toàn Nhất Bạch trả lời câu hỏi. Đến câu cuối cùng, Tinh Thần vội vàng ấn chuông nhưng cậu lại không biết câu này. Đến giây cuối cùng, Tinh Thần nói bừa với con số may mắn của mình thành công giành chiến thắng cuộc thi. Đến hôm sau, cô bé đen đủi làm mất luôn hai vé ăn buffet mà tìm mãi không thấy nên rất buồn bã.
Nhất Bạch về nhà được bố mời đi ăn buffet thì trùng hợp nghĩ về tinh thần cậu vì xin hai vé buffet của bố nên đã nấu bù cơm chiên trứng cho ông. Hôm sau Nhất Bạch cố tình để hai vé ở trên bụi cỏ rồi hẹn tinh thần ra đó. Cô bé thú nhận với cậu đã làm rơi vé nhưng ăn cậu chợt chỉ vào hai vé ở dưới làm cô bé vui mừng như đứa trẻ nhận được quà. Tôi đến để chuẩn bị cho buổi đi ăn ngày mai, tinh thần phải nhờ Khâm Ca chọn váy rồi an ủi cô cho đỡ hồi hộp. Hôm sau Nhất Bạch cùng tinh thần đi ăn với nhau. Cô bé háo hức định đi ra lấy tôm ăn thì đến lượt của mình lại còn đúng cái vỏ. Đúng là xui hết chỗ nói, cũng may có Nhất Bạch đi lấy cho cô nguyên con tôm hùm khiến cô bé rất vui mừng. Ngày hôm sau cô giáo cho đám học sinh đổi chỗ ngồi với nhau. Tinh thần buồn vì không được ngồi cùng Nhất Bạch nữa nhưng được ngồi với Khâm Ca thì cô bé cũng được an ủi phần nào. Tinh thần từ biệt với Nhất Bạch như người sắp đi rất xa và còn tiếc từ bây giờ sẽ không được Nhất Bạch ôn bài cho nữa thì cậu nói sẽ cùng cô bé ôn bài sau giờ học và những ngày nghỉ làm con bé vui sướng tặng cậu hình dán làm kỷ niệm rồi còn đòi cậu tặng lại quà cho cô. Cậu không biết lấy gì tặng liền lấy luôn quả bút sắp hết mực tặng cô bé. Ở tiết thể dục thầy giáo nói tiết sau cả lớp sẽ học bơi thì đám học sinh reo hò mừng rỡ. Khâm Ca cùng tinh thần còn đi chuẩn bị luôn đồ bơi cho mình nữa. Tinh thầm ham rẻ mua luôn cho mình quả đồ bơi mặc lần đầu đã rách toang làm cô bé ngại quá liền viện cớ bà dì đến thăm để khỏi phải xuống nước. Sau tiết học cô bé đến cửa hàng trả lại đồ bơi thì Nhất Bạch đi qua thấy vậy nên liền mua tặng cô một bộ đồ mới. Hôm sau đến lớp Nhất Bạch ngại ngùng gọi tinh thần ra một bên lấy cớ là đồ bơi của mẹ mua bị chật nên muốn bán rẻ cho tinh thần khiến cô bé vui mừng vì vớ được món hời. Đến tiết thể dục cứ đứng soi mãi đến khi Khâm Ca éo đi thì mới thôi. Khâm Ca thì nhìn ra ý đồ của Nhất Bạch muốn tặng cho tinh thần bộ đồ bơi nhưng vẫn là không nên nói cho cô bé biết thì hơn. Ra đến bể bơi cô bé cứ mải ngắm Nhất Bạch rồi lại tự ti về đôi chân ngắn của mình. Xuống hồ bơi cô bé được Hạo Thiên dạy bơi cho cơ mà bên này Nhất Bạch lại lên bờ cứ nhìn mãi về phía hai người trong lòng có chút ghen tị. Sau giờ tập bơi Hạo Thiên tặng tinh thần sữa chua làm Nhất Bạch đứng bên ngoài lại thêm chút ghen tị. Hết giờ học cậu giúp tinh thần ôn bài. Cô bé thấy trong ngăn bàn cậu cũng có sữa chua thì liền hỏi nhưng cậu lại cà khịa Hạo Thiên luôn làm cô bé ngây ngốc rồi tặng cô hộp sữa chua lúc chiều cậu định tặng cô bé. Ở trường có hoạt động bán hàng từ thiện để giúp đỡ học sinh nghèo. Tinh thần về nhà đau đầu suy nghĩ không biết chuẩn bị đồ gì để bán. Bà ngoại đi lên thấy cô bé múa may quay cuồng trên phòng mà không nhịn nổi cười. Bà nấu cơm nếp viên cho cô bé ăn rồi cô bé nghĩ ra ý tưởng bán cơm nếp viên tự tay mình làm cho bạn học luôn. Hôm sau tinh thần cùng Khâm Ca ra đến hội chợ ở sân trường. Đến bàn của lớp thấy Nhất Bạch bán mấy quyển sách cũ Khâm Ca chê cười quyển sách cũ liệu có ai mua. Vừa dứt lời đã có luôn hai cô bé đến tranh nhau mua sách của cậu đã vậy còn trả giá cao gấp đôi để xin chữ ký của Nhất Bạch làm Khâm Ca đứng bên nhìn thấy mà ngại muốn đội quần. Sau đó hai cô gái ở lại trông hàng cho lớp mình. Tinh thần giao bán cơm nếp viên của mình thì Hạo Thiên đi tới mua luôn nhưng từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu lần đầu tiên nếm được món ngon trên trời này liền bỏ chạy thục mạng. Khâm Ca thấy vậy liền lấy ra nếm thử thì đúng mùi vị như thuốc độc cũng may chưa bán thêm cho ai. Tinh thần đang trong nhà vệ sinh thì Khâm Ca gọi đến vì Hất Bạch muốn mua cơm nếp của mình. Cô liền vội vã chạy đi ngăn lại nhưng ra đến cửa lại đụng trúng Nhược Doanh làm mất hộp nhạc của cô. Tinh thần chỉ đành lấy dây chuyền cô yêu quý nhất ra đổi cho Nhược Doanh rồi Họa Thiên sẽ mua lại nó giúp cô. Vừa ra đến bàn của lớp Nhược Doanh khoe chiếc dây chuyền cho Nhất Bạch thì cậu liền muốn mua lại luôn. Hạo Thiên vì muốn lấy lại dây chuyền cho Tinh thần liền tăng giá nhưng Nhất Bạch cũng không chịu thua. Thầy chủ nhiệm thấy cả hai đấu giá căng thẳng liền đi đến phân xử và để cho chủ nhân chiếc dây chuyền quyết định nó sẽ bán cho ai. Nhất Bạch liền rút ra tiền mặt mua nó với giá 500 tệ rồi cầm dây chuyền rời đi. Vào lớp học Nhất Bạch định ra về thì Hạo Thiên đuổi tới chặn cậu lại muốn Nhất Bạch trả lại dây chuyền cho cậu nhưng anh không chịu. Hạo Thiên túm cổ áo Nhất Bạch nhưng vẫn không ngăn nổi anh rời đi, chỉ có thể chút giận lên cái bàn gần đó làm Dịch Mộc cùng cậu bạn ngồi nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất Bạch về nhà nhìn chiếc dây chuyền ngày nhờ anh tặng tinh thần mà giờ cô lại lấy nó đem đi đấu giá làm. Cậu giận dỗi đến cả lúc tinh thần nhắn cho cậu muốn lấy lại dây chuyền thì cậu cũng không thèm trả lời. Mẹ cậu biết cậu tiêu 500 tệ để mua một món đồ thì liền chất vấn muốn xem món đồ đó. Cậu đành cho bà xem rồi nói cho bà biết cậu đã mua chiếc dây chuyền từ tinh thần. Người mà được em gái cậu cho giác mạc năm xưa. Tinh thần ở nhà vì muốn lấy lại dây chuyền nên làm rất nhiều cơm nếp viên. Sáng hôm sau đợi ở nhà xe để tặng Nhất Bạch định lấy lại dây chuyền thì Nhất Bạch từ chối cô bé thẳng thừng. Trong tiết thể dục thầy giáo cho mọi người chạy vượt rào, sau khi Nhất Bạch lên làm mẫu, thầy cho các bạn nữ lên nhảy. Mọi người dí luôn tinh thần lên nhảy đầu tiên hại cô bị va chân vào hàng rào phải đưa đến phòng y tế. Hạo Thiên cùng Nhất Bạch tranh nhau đưa cô bé vào phòng y tế thì tinh thần ngăn cản hai cậu rồi nhờ Khâm Ca đưa mình đi. Lúc sau Nhất Bạch chạy tới muốn đưa cô đến phòng y tế nên lấy lý do vớ vẩn nào đó để Khâm Ca rời đi trước rồi cậu đưa cô đi. Tinh thần liền hỏi tại sao cậu lại muốn đấu giá chiếc dây chuyền của mình. Thế tại sao cô muốn đưa cho Hạo Thiên chiếc dây chuyền quý giá đến thế? Được biết việc mang đấu giá dây chuyền là chủ ý của Hạo Thiên nên cậu đã vui vẻ hơn về câu trả lời của tinh thần. Quyết định trả dây chuyền cho cô làm cô bé vui mừng nhảy cẫng lên quên mất luôn cái chân đang bị đau của mình.
Ở trong phòng y tế, Nhất Bạch giúp Tinh Thần thoa thuốc rồi Hạo Thiên nhờ cậu đưa thuốc và nước cho Tinh Thần. Đã không thích nhưng vừa kịp lúc cậu khát nên liền uống luôn nước của Hạo Thiên. Đến giờ tin học, Tinh Thần hỏi Khâm Ca biết vì sao mình thích lớp tin học nhất thì liền bị Khâm Ca nói trúng tim đen. Vì học ở đây được ngồi cạnh Nhất Bạch nên cô nàng cười híp hết cả mắt. Hạo Thiên lúc này nhắn đến Tinh Thần muốn đưa cô về. Nhất Bạch ngồi cạnh thấy vậy thì trong lòng hơi ghen. Tinh Thần quay sang định xin cậu nghỉ trực nhật hôm nay mà chưa kịp dứt câu cậu đã nói đưa cô về làm cô bé ngây thơ từ chối luôn vì chỉ muốn xin nghỉ trực nhật làm cậu ngại ngùng quay đi. Ra về Tinh Thần đi một mình, Nhất Bạch đi đến lai cô về nhà thấy cô bé ho cậu lo lắng dặn cô uống nhiều nước ấm rồi mặc thêm áo cho đỡ bị cảm. Hôm sau Tinh Thần bị cảm ho rất nhiều, Nhất Bạch thấy vậy liền đi đến đóng cửa cho cô bé đỡ lạnh rồi còn quan tâm đi mua thuốc cho cô bé làm Khâm Ca bên cạnh cũng thấy ghen tị. Tan học mẹ Nhất Bạch đi đến muốn gặp Tinh Thần liền đi theo ra tận thư viện. Bà muốn đi đến ngắm nhìn đôi mắt của con mình mà lại không có can đảm nên chỉ đành đừng nhìn Tinh Thần từ xa. Tinh Thần cùng Khâm Ca về nhà ngồi nói chuyện với nhau. Vì sắp đến sinh nhật Tinh Thần nên cô hỏi Tinh Thần muốn đón sinh nhật với ai. Cô bé liền ngại ngùng rồi Khâm Ca đã biết ngay câu trả lời. Cô còn bày trò gọi cho Nhất Bạch để thông báo cho cậu biết ngày sinh nhật của Tinh Thần nhưng cậu lại không hề quan tâm. Tuy miệng nói vậy nhưng ngồi trong phòng Nhất Bạch lại âm thầm lưu ngày sinh nhật của Tinh Thần vào điện thoại. Sáng hôm sau Khâm Ca bày kế cho Tinh Thần đút thiệp mời vào vở bài tập của Nhất Bạch nhưng cô bé đen đủi đút ngay vào chồng vở bài tập của Dịch Mộc. Cô bị phát hiện làm cả lớp biết sắp sinh nhật cô mà vẫn chưa có thiệp liền đòi ngay làm Tinh Thần miễn cưỡng đồng ý chuẩn bị thiệp cho tất cả mọi người. Ngày hôm sau Tinh Thần thấy mình đạt hạng 20 của lớp thì rất vui mừng. Sau giờ học còn khoe với Nhất Bạch làm cậu cũng vui lây, vì đã đạt được kỳ vọng của cô nói với cậu nên Nhất Bạch dẫn cô đến thư viện tặng cô cuốn truyện tranh cô yêu thích. Rồi vì chuẩn bị đến sinh nhật nên cậu định mua bánh anh đào tặng cô bé nhưng cô bé đã từ chối vì mẹ cô đã chuẩn bị rồi. Bên này Hạo Thiên đi học về liền ra gara của anh trai để phụ giúp rồi muốn ứng chút tiền lương để chuẩn bị quà sinh nhật cho Tinh Thần. Ở gara của anh trai Hạo Thiên vì muốn chuẩn bị quà cho Tinh Thần nên rất chăm chỉ phụ giúp anh trai. Nhất Bạch cũng đi mua đèn để chuẩn bị sinh nhật cho Tinh Thần. Buổi tối đó Tinh Thần trở về nhà đang vui mừng vì sắp gặp lại mẹ liền nhắn tin khoe cho Nhất Bạch. Bà ngoại bên này đang gói bánh sủi cảo để đón mẹ Tinh Thần về thì mẹ cô gọi đến nói mình có việc bận không thể về nhà. Bà buồn bã trách mẹ cô vì 2 năm rồi không về thăm bà và con gái làm bà rất đau buồn. Tinh Thần đang dọn nhà nghe được cũng buồn bã nhưng cô bé kìm lại rồi đi tới an ủi bà ngoại rồi hai bà cháu đêm đó cùng nhau làm sủi cảo và đón Tết bên nhau. Sáng hôm sau bà ngoại còn chuẩn bị bánh kẹo đón các bạn của Tinh Thần rồi mẹ cô cũng chuẩn bị chiếc bánh anh đào cho cô bé dù cho mình có không về đón sinh nhật cùng con gái. Các bạn học đến chúc mừng sinh nhật Tinh Thần rồi con tặng cô bé rất nhiều quà nhưng cậu bạn học lại tò mò hỏi về bố mẹ cô bé. Cả đám sợ cô bé sẽ buồn liền cắt ngang lời cậu bạn rồi cùng nhau chơi đuổi bắt rất vui. Cả đám đang chơi vui vẻ thì một bạn học bị xô ngã làm hỏng chiếc bánh kem của mẹ Tinh Thần tặng cô làm cô bé có hơi buồn. Nhất Bạch liền chạy đi mua cho cô chiếc bánh khác nhưng cửa hàng bị hết anh đào nên cửa hàng muốn đổi sang loại quả khác. Không còn cách nào anh đành chạy đi mua anh đào về để làm bánh cho Tinh Thần. Đến tối Hạo Thiên đi đến nhà chúc mừng sinh nhật cô thì Nhất Bạch trùng hợp đi về khi cả nhà đang hát mừng sinh nhật cho cô nên. Cậu chỉ đứng ngoài cửa rồi để bánh và quà cậu chuẩn bị cho Tinh Thần rồi rời đi đến tối Tinh Thần ra ngoài thấy quà của cậu. Cô bé vui mừng vào trong phòng ngắm nhìn chiếc bánh anh đào của cậu tặng rồi còn món quà cậu chuẩn bị nữa làm cô trong lòng rất vui. Hôm sau cả đám hẹn nhau đi chơi công viên nhưng bà của Tinh Thần bị bệnh không thể đi và Khâm Ca cũng có vấn đề với cô em nên cho bốn thằng leo cây luôn. Bốn thằng đành vào chơi trận game cho bõ tức. Buổi chiều Khâm Ca đi tìm Nam Thần Phương Kỳ ở sân bóng rổ. Trong lúc đợi anh Phương Kỳ ra đột nhiên xuất hiện một đám nhóc đi đến muốn đuổi cô và bạn học đi để cướp sân bóng. Ở sân bóng rổ đám trẻ Châu đang muốn đuổi Khâm Ca đi để cướp sân. Cô nhất định không chịu nhường rồi còn đuổi chúng đi suýt khiến chúng động tay với cô. May thay anh Phương Kỳ đến kịp thời khiến cho chúng cay cú rời đi. Rồi anh còn hướng dẫn cô chơi bóng làm cô vui sướng mãn nguyện. Hôm sau Khâm Ca cùng Tinh Thần đến quán mì ăn thì gặp ngay bọn lưu manh hôm trước bắt hai cô. Chúng lại muốn tìm Hạo Thiên nên giữ hai cô gái lại để một mình giá đỗ chạy về thông báo với Hạo Thiên. Cậu cũng thông báo ngay cho Nhất Bạch rồi hai anh chàng vội vã chạy đi. Nhất Bạch đang chạy đến quán mì thì bắt gặp Nhược Huynh đang bị một đám học sinh nữ bắt nạt nên anh đến ngăn họ lại. Ở quán mì một người đàn ông đeo kính đen đi tới. Khí thế của anh làm hai cô bé run sợ. Tinh Thần không may làm rơi điện thoại tên béo nhặt lên cho rồi muốn dọa cô thì Hạo Thiên đi tới ép hắn vào tường làm hắn phải trả điện thoại cho cô. Người đàn ông kia cũng lên tiếng, anh muốn cảm ơn cậu vì trước đó cậu đã phát hiện và thông báo lỗi ở xe của anh nên đã cứu anh một mạng. Anh cảm kích muốn tìm cậu trùng hợp đàn em của anh đã xích mích với cậu nên anh bắt chúng xin lỗi cậu cùng đám bạn rồi rời đi. Cả đám thoát nạn đang vui vẻ quay về thì gặp Nhất Bạch đang ngồi an ủi Nhược Doanh làm Tinh Thần có chút bất ngờ và buồn bã. Về nhà Tinh Thần vẫn còn buồn vì không thể hiểu tại sao lúc đó Nhất Bạch không đến cứu mình. Hôm sau Nhất Bạch định giải thích với cô thì Hạo Thiên liền chạy tới làm cậu không kịp nói cho Tinh Thần biết.
tinh thần đi về thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong đầu. Đang đi thì cô bắt gặp Nhược Doanh bị đám bàm học nữ vây quanh. Cô bé lấy điện thoại quay lại tất cả để dọa chúng thành công khiến chúng bỏ đi. Tối đó Nhược Huynh nói cho tinh thần biết lý do cô bị bắt nạt, nhưng lần nào Nhất Bạch cũng tới giúp đỡ làm cô rất ngưỡng mộ anh. Hôm sau Khâm Ca vui vẻ khoe cho tinh thần biết cô và anh Phương Kỳ đã có ngày hẹn hò vui thế nào. Làm Dịch Mộc thường ngày tươi cười vui vẻ nay đứng một bên nghe thấy thì lại có chút đau buồn. Sau đó còn tỏ ra khó chịu với Khâm Ca làm cả đám không hiểu nổi. Đến khi luyện tập cậu nhớ lại lời Khâm Ca thì khó chịu trong lòng liền bỏ về không muốn tập bóng. Bên này tinh thần về nhà cứ mãi tưởng tượng về cảnh bị Nhất Bạch từ chối tình cảm khiến cô không thể nghĩ ra cách nào bày tỏ với cậu. Hôm sau ở trường tinh thần đứng đợi trước nhà vệ sinh chờ Nhất Bạch ra. Cô bé trả cậu quyển vở bài tập rồi ngại ngùng tặng cậu chiếc kẹp sách. Thấy cô không còn vấn đề gì thì anh liền bỏ đi làm cô bé ngại ngùng còn định chui vào cả nhà vệ sinh nam tránh mặt anh làm cậu bạn giá đỗ đi ra bị dọa chết khiếp. Trong khi dọn vệ sinh bạn học không may làm ướt vở Nhất Bạch nhưng cậu lại chỉ quan tâm chiếc kẹp tinh thần tặng rồi bỏ nó vào truyện tranh để nó đỡ ướt. Cả hai sau đó đi về đến cái cây ở sân trường thì cô hỏi anh có muốn nói gì với cô không rồi anh nhẹ nhàng lấy chiếc lá rơi vướng vào tóc tinh thần lại cô bé ngại chết khiếp chẳng kịp nghe Nhất Bạch nói cái gì. Về đến nhà Nhất Bạch cũng mãi ngắm nhìn chiếc kẹp sách mà bất giác mỉm cười. Cuối giờ học tinh thần nhắn đợi Nhất Bạch ở lớp sau giờ học thì chủ nhiệm đi tới thấy muộn rồi cô vẫn ở lớp nên liền đuổi cô ra về. Đang đi trên hành lang thì Dịch Mộc chạy đến nói cho tinh thần biết nam thần Phương Kỳ của Khâm Ca đã có người yêu làm tinh thần lo lắng liền gọi báo cho Khâm Ca biết. Gọi mãi không được nên cả hai quyết định chạy đến phòng tập tìm nhưng tinh thần vô tình chạy qua lớp vật lý của Nhất Bạch. Cô đứng lại bên ngoài nhìn vào, ở trong phòng Nhất Bạch đang được Ngược Huynh tỏ tình khiến tinh thần nghe được đau buồn không tin sự thật. Ở phòng tập Khâm Ca đến trước Phương Kỳ, cô múa cho anh xem một điệu rồi định tỏ tình với anh nhưng chưa kịp nói Phương Kỳ đã từ chối tình cảm của cô. Dịch Mộc đứng bên nhìn thấy hết liền đi tới đẩy Phương Kỳ ra rồi lo lắng hỏi Khâm Ca. Cô đau buồn rời đi mặc cho cậu có chạy theo giữ cô lại. Bên này tinh thần cũng đau buồn ngồi một bên khóc lóc ôm tấm thiệp cô viết để bày tỏ cho Nhất Bạch mà chưa kịp gửi. Hôm sau hai cô gái buồn bã đi học không có tâm trí đâu cho việc học ông thầy giáo thấy vậy còn giảng thêm về tình yêu tuổi học trò làm hai cô đã buồn lại càng buồn thêm. Sau giờ học cả hai ngồi dưới sân trường thì bắt gặp Phương Kỳ đi qua cùng với cô gái anh thích làm Khâm Ca buồn không nói lên lời nên cùng tinh thần rời đi luôn. Vào đến lớp tinh thần lại bắt gặp Nhược Doanh tặng Nhất Bạch sữa chua thì lại đến lượt cô buồn cứ vậy hai cô gái buồn ngẩn ngơ hết cả sáng. Ở thư viện tinh thần lại bắt gặp Nhất Bạch cũng ở đó. Cô bé quay đi muốn tránh mặt anh thì anh cũng nhận ra cô buồn vì chuyện của mình và Nhược Doanh trong lớp vật lý nên. Liền tiến tới định giải thích rõ ràng thì tự nhiên Hạo Thiên đi tới phá đám nên Nhất Bạch chỉ có thể rời đi. Trong lớp học Nhất Bạch thấy Hạo Thiên trêu đùa tinh thần cả hai còn truyền giấy nói chuyện với nhau thì trong lòng có chút ghen tị. Cuối giờ tinh thần để quên tờ giấy ở trong vở nên muốn đi tới chỗ Nhất Bạch lấy lại. Anh liền trách cô không lo học chỉ mải làm việc riêng rồi đứng dậy rời đi. Tinh thần đi đuổi tới nói rõ mọi việc thì không may đụng trúng bàn học và làm vỡ chiếc đồng hộ cát của Nhất Bạch. Cô vội vàng cúi xuống muốn nhặt mảnh vỡ thì Nhất Bạch ngăn cô lại rồi tự mình làm vì sợ cô sẽ bị thương mất. Tinh thần áy náy nhưng vì bị cô giáo gọi lên văn phòng nên chỉ đành xin lỗi anh rồi rời đi. Đến văn phòng cô nhắc nhở chuyện học tập của tinh thần rồi trùng hợp Hạo Thiên cũng bị gọi đến. Tinh thần sau khi rời đi thì Hạo Thiên đuổi theo cả hai phàn nàn về chuyện học tập rồi anh rủ cô cuối tuần cùng mình đi chơi thì cô bé từ chối luôn nhưng được anh thuyết phục cô có chút lay động. Sau giờ học Nhất Bạch đi tới định rủ cô cuối tuần đi học thì Hạo Thiên xen ngang nói cô nhất định phải đi làm cô ngơ ra chưa kịp phản ứng gì. Nhất Bạch thấy vậy cũng không rủ nữa và đi học cùng Nhược Doanh làm cô thấy quá trời ghen tị. Cuối tuần Hạo Thiên đến đón tinh thần đi tham quan gara ô tô nơi cậu làm rồi dạy cô lái xe địa hình cả buổi. Bên này Nhất Bạch đi tới cùng hai tấm vé xem ca nhạc định rủ tinh thần đi chung thì anh nghe được bà cô nói với hàng xóm cô bé đã đi chơi với bạn rồi thì chỉ đứng một góc ở đó. Bên này Hạo Thiên cùng tinh thần đi dạo làm tâm trạng tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều. Tới tối Nhất Bạch vẫn đứng đợi cô trước nhà thấy cô về với Hạo Thiên thì chỉ đứng một bên nhìn họ vui vẻ. Sau khi cô lên nhà anh gọi Hạo Thiên ra bên đó. Hai thằng có một màn đấu võ mồm căng thẳng. Sau câu chốt của Hạo Thiên, Nhất Bạch hết vãn nên đứng ngây ra đó mặc kệ cậu rời đi. Về đến nhà anh vẫn nhớ mãi câu nói đó thì tức giận rồi vô thức nắm chặt tay như muốn đấm người ta đến nơi vậy. Hôm sau ở lớp học tinh thần lại thấy cảnh Nhất Bạch cùng Nhược Huynh cùng nhau lau bảng thì mặt không còn cảm xúc. Hạo Thiên liền kéo cô đi ăn vặt để khỏi nhìn thấy nhưng khi trở về lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó. Tinh thần bất ngờ về ý định đi anh của Nhất Bạch. Cô bé nhất thời không thể chấp nhận nên tối đó cô đã ngồi một mình khóc rất lâu. Ngày hôm sau Khâm Ca cùng tinh thần đang than phiền về tình yêu thì bắt gặp Phương Kỳ và cô bạn gái ở một bên. Nói lời từ biệt nhau làm cô có thêm hy vọng cô lại hẹn anh ra tặng đồ ăn làm anh từ chối cũng không được. Đến giờ ăn trưa Nhất Bạch đột nhiên đi tới ngồi trước tinh thần. Hạo Thiên thấy vậy liền quan tâm cho cô miếng thịt nhưng cô bé không ăn rồi lại đưa đẩy cho Khâm Ca và bị trả lại. Bất ngờ cô đưa luôn sang cho Nhất Bạch làm anh ngơ ngác luôn.
Cô vội giải thích là vì anh sắp tham gia cuộc thi nên phải bổ sung năng lượng. Hạo Thiên ngồi cạnh còn cà khịa, anh sắp ăn bít tết Anh Quốc rồi thì cần gì ăn mấy món này. Anh liền khen vẫn là sườn xào của bà Tinh Thần ngon, là Hạo Thiên cay cú đòi lại ngay miếng thịt. Sau đó anh rời đi thì Tinh Thần chỉ có thể buồn bã nhìn theo. Đến giờ thể dục, Hạo Thiên gạ Nhất Bạch solo bóng rổ. Hai anh cứ lao vào nhau như trâu trọi rồi vô tình Hạo Thiên đẩy ngã làm Nhất Bạch trẹo chân, mọi người muốn đưa anh tới phòng y tế thì anh không chịu nên Tinh Thần liền chạy ngay đến phòng y tế xin thuốc mà không được, lại còn đụng ngay phải cửa làm sưng cả trán lên. Nhất Bạch lúc sau đi vào lớp thấy thuốc trên bàn liền biết do Tinh Thần mua nên đi tới phía Tinh Thần cảm ơn cô. Cô cũng vì thế mà dần vui vẻ trở lại. Vào giờ ra chơi, Phương Kỳ cũng chủ động tìm tới Khâm Ca. Anh tặng cô tài liệu học tập của mình và còn xin cô lưu bút của cô vào quyển sách của anh, làm cô bé rất vui. Cô cùng Tinh Thần ngồi ở ngoài giúp Khâm Ca viết lưu bút. Bây giờ đây hai cô gái lại có thể vui vẻ yêu đời trở lại rồi. Sau giờ thi mọi người được tập trung ra sân trường học cả khối thì đột nhiên trời đổ mưa nên tất cả mọi người phải di chuyển vào trong hội trường. Trong khi mọi người chạy mưa thì Tinh Thần nhà ta lại đứng lại để ngắm mưa mới ngược đời làm sao. Sau khi họp xong, Hạo Thiên liền kéo cô ra về. Nhất Bạch cũng định chạy theo thì bận việc giao bài tập nên không thể đi cùng. Tinh Thần cùng Hạo Thiên ngồi dưới trạm xe buýt vui vẻ ngắm mưa. Nhất Bạch vừa đến nơi thì xe buýt cũng đi tới nên anh chỉ đừng nhìn theo chiếc xe rời đi. Ở trên xe, Tinh Thần ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Nhất Bạch nên cũng tiếc nuối nhìn lại. Khâm Ca bên này đi tới phòng tập nói lời tạm biệt với Phương Kỳ trước khi anh rời xa ngôi trường. Trở về nhà, Tinh Thần đang nghĩ về Nhất Bạch thì cậu gọi đến vì ngày mai cậu đi thi nên hôm nay cậu muốn đưa cô tài liệu học tập rồi tiện nói chuyện với cô, thì cô bé vội vàng đồng ý ngay. Cô chạy vội ra ngoài rồi còn không kịp mang ô theo. Cả hai đến điểm hẹn nhưng Tinh Thần vì ngơ quá mà đến sai chỗ luôn, đã vậy còn xui xẻo làm rơi điện thoại xuống nên không thể liên lạc với Nhất Bạch. Còn Nhất Bạch bên này đợi mãi không thấy Tinh Thần đâu, anh gọi điện thì cô cũng không nghe nên liền nghĩ cô ở thư viện trước trường nên vội chạy tới đã không kịp. Tinh Thần đã đi về rồi, cứ thế cả hai đã không kịp gặp nhau được. Sau kỳ nghỉ, Tinh Thần luôn ở nhà cả ngày chỉ dạy đứa em hàng xóm học. Có khi là nhớ về Nhất Bạch đang ở nước ngoài. Bà ngoại thấy cô bé nghỉ lâu vậy vẫn không hề đi đâu liền bảo cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Sau đó cô cùng Hạo Thiên đi tới trung tâm thương mại thì vô tình cô thấy mẹ mình đi phía trước nên liền né tránh. Hạo Thiên hỏi ra mới biết là mẹ cô, nhưng anh lấy làm lạ vì cô lại không chịu đi gặp mẹ mình nên anh khuyên cô đi gặp mẹ mà cô lại không biết mẹ cô ở đâu. Hạo Nhiên thông minh liền chặn đường shipper và ghi nhớ lại địa chỉ nhà mẹ cô cho cô. Nhất Bạch ở nước ngoài vui vẻ khi được cô bạn Tinh Thần nhắn tin hỏi han quan tâm tới mình nhiều đến vậy. Cô thì ở nhà lại hy vọng Nhất Bạch mau chóng quay ti trượt rồi quay về tiếp tục học với cô. Hôm sau, Tinh Thần được Hạo Thiên đưa cô đi tìm mẹ bằng ô tô của anh trai, đến nơi vì sai địa chỉ mà bị mắng té tát. Cả hai trở về tưởng chừng không thể tìm được thì bất ngờ cô gặp mẹ cùng gia đình đi rất vui, làm cô bé tránh né không dám ra mặt gặp mẹ, chỉ đành núp sau lưng Hạo Thiên nhìn mẹ từ xa. Trên đường về cô buồn bã không thôi, vì để an ủi cô nên anh cũng dẫn Tinh Thần đến gặp bố mình. Cả hai sau đó đứng tâm sự với nhau cho ới tận tối mới trở về. Hạo Thiên hỏi cô bé đã thích Nhất Bạch phải không thì cô cũng không phủ nhận. Nhà đến Nhất Bạch thì Tinh Thần không ngần ngại kể cậu nghe lý do cô thích Nhất Bạch, làm anh đứng cạnh buồn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cô bé đi về nhà. Nhất Bạch ở đây cũng học tập rất tốt, anh chợt nhìn thấy hình dáng của Tinh Thần trong quyển vở thì bất giác nhớ về cô bé, anh liền ra quyết định tẩy hết bài thi của mình đi. Buổi tối đó, Tinh Thần ngồi trong phòng thì Giá Đỗ thông báo với mọi người là Nhất Bạch sẽ về và tất cả mọi người tổ chức tiệc chào đón, đồng thời cũng là bữa tiệc chia tay vì anh sắp không còn học ở đây, làm Tinh Thần buồn bã cả tối. Sáng hôm sau, cô gọi cho Khâm Ca tâm sự chuyện Nhất Bạch sắp đi. Khâm Ca an ủi cô bé rồi nói tối hãy thật xinh đẹp rồi mặc thật lộng lẫy để Nhất Bạch phải mê mệt. Hôm sau, để chuẩn bị quà cho Nhất Bạch mà Tinh Thần đi tới trung tâm thương mại chọn cho anh chiếc đồng hồ cát, sau đó cả đám chuẩn bị tất cả đón Nhất Bạch về. Anh trở về thì rất bất ngờ khi được mọi người chào đón nồng nhiệt. Mọi người cổ vũ Nhất Bạch hát một bài tặng mọi người. Vì có Hào Quang nhân vật chính nên cậu hát như nuốt đĩa vào mông khiến cả đám khen nhớ, còn Hạo Thiên cũng định góp vui một bài nhưng anh giống lên làm mọi người chỉ biết miễn cưỡng khen cậu một câu. Sau đó mọi người cùng nhau nói lời tạm biệt Nhất Bạch. Sau đó mọi người ra về để Nhất Bạch và Tinh Thần có không gian riêng tư. Cô bé làm rơi túi quà nên tí thì đưa đầu đọ với đầu ô tô thì may mắn Nhất Bạch kéo cô lại kịp lúc. Anh lo lắng nên mắng cô rồi nhắc cô sau này phải chú ý an toàn. Sau đó anh cũng tặng cô hộp mặt nạ mà làm cô bé thích mê. Trên giường về, Tinh Thần tò mò hỏi cậu với Nhược Doanh có quan hệ như nào thì anh dứt khoát khẳng định họ chỉ là bạn, làm con bé rất vui và cũng gỡ bỏ được như hiểu lầm trong lòng cô bấy lâu nay. Trở về nhà, cô bé vui sướng lăn lộn trên giường chưa đã lại còn phi hẳn xuống đất, cơ mớ thích chứ. Mọi người cùng nhau bước vào năm học cuối cấp. Tinh Thần vẫn ngây ra đó vì lớp thiếu vắng bóng lớp trưởng. Trong giờ toán, cô bé cứ ngẩn ngơ mãi nên bị thầy gọi lên bảng làm bài, nhưng cô bé làm bài sai khiến ông thầy như muốn tăng xông với cô bé. Đã vậy viết còn xấu, thấy cả bà cố nội làm thầy không dịch nổi, cũng may Nhất Bạch đi tới dịch giúp, làm mọi người bất ngờ vì cậu lại quay lại học cùng mọi người.
Tinh thần vui mừng thì như được búp thêm 3 cái não liền nhanh chóng giải xong bài toán. Giờ ra chơi tinh thần cùng Khâm Ca đi tới văn phòng hóng hớt mà Khâm Ca rén quá liền bỏ lại tinh thần ở đó một mình rồi chạy đi. Trong phòng Nhất Bạch được cô chủ nhiệm khích lệ rồi ra về thì bắt gặp tinh thần thập thò ngoài cửa dọa cô bé sợ quá lùi lại về sau. Cả hai sau đó ra ngoài ngồi tâm sự mỏng với nhau. Cô vẫn không tin anh bỏ đi Anh Quốc nhưng kết quả rõ ràng không thể chối cãi. Cô bé an ủi anh nhưng miệng lại cười như vớ được vàng vì cậu thi trượt làm cô bé lộ rõ vẻ vui mừng. Trở về lớp học cô giáo gọi các bạn đến để tự mình sắp xếp chỗ ngồi mới cho mọi người. Tinh thần liền dính ngay lượt đầu tiên, đến văn phòng cô bé bất ngờ vì cô chủ nhiệm quyết định cho tinh thần ngồi cùng với Nhất Bạch. Vì được Nhất Bạch đề xuất và cô giáo cảm thấy tinh thần ngồi cùng Nhất Bạch rất tiến bộ nên cũng đồng ý với đề xuất của cậu. Tinh thần ngơ ngác vẫn không tin là sự thật, cô giáo lại nghĩ cô bé không thích làm cô bé vội vàng đồng ý. Trở về lớp, tinh thần lúc trước còn tuyên bố mãi mãi không rời Khâm Ca thì sau đó cô lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Cô từ biệt Khâm Ca để trở về bên Nhất Bạch khiến Khâm Ca ấm ức ghi thù với Nhất Bạch nên Khâm Ca đi tới đe dọa bắt Nhất Bạch phải đối tốt với bạn mình. Vì để làm hồ sơ đại học tất cả mọi người phải nộp chứng minh thư cho lớp trưởng nhưng tinh thần vì ngại ảnh ngày xưa của cô bé nên đã dán hình để che mặt đi rồi. Nhanh chóng nộp cho Nhất Bạch, khi anh muốn xác nhận lại thì cô bé liền giật mất để tránh anh xem được nhưng giá đỗ ngồi trên nhanh tay giật lấy xem được làm cô bé buồn ngang. Vào giờ học thấy cô buồn thì Nhất Bạch nói sẽ cho cô xem chứng minh thư của mình nếu bài thi toán của cô đạt điểm cao làm cô. Quyết tâm đến lạ nhưng vẫn thiếu 2 điểm làm cô bé thất vọng nhưng anh vẫn cho cô xem làm cô bé vui vẻ ngắm mãi không thôi. Sau khi ra về, tinh thần cho Khâm Ca biết sắp sinh nhật Nhất Bạch nên cả hai liền đi đặt hoa để tặng anh nhưng lại phải là hoa héo một chút mới chịu. Nhất Bạch ở nhà nấu cơm cho bố ăn thì cậu nhìn thấy 2 vé xem phim nên cậu liền xin luôn. Ông ban đầu không cho nhưng cậu nói đi xem phim với tinh thần thì liền cho luôn không thèm suy nghĩ. Tối đó tinh thần chuẩn bị cho cậu chiếc vòng tay mặt đã giống hệt với vòng cổ của cô để tặng anh. Hôm sau ở lớp, tinh thần nói muốn ăn sinh nhật cùng Nhất Bạch nhưng anh từ chối vì bận tham gia cuộc thi. Định mời cậu đi xem bộ phim mới nhưng ngại quá nên không thể nói ra. Sau tiết học cậu kẹp tờ vé xem phim vào bài tập của cô rồi mời cô đi xem phim, vừa hay cô lại có thể tổ chức sinh nhật sớm cho anh luôn. Khi ra về, tinh thần khoe cho Khâm Ca là cô cũng thấy ngưỡng mộ. Đang đi thì tinh thần thấy thời gian không còn nhiều và sau một tràng rap thì cô tạm biệt Khâm Ca rời về trước chuẩn bị. Tinh thần trở về nhà chuẩn bị đi xem phim thì bà ngoại cô đột nhiên ngất xỉu nên cô vội vàng gọi cấp cứu. Nhất Bạch ở rạp phim đợi rất lâu không thấy tinh thần đến thì cô gọi đến nói bà bị ngất, anh liền chạy tới bệnh viện cùng cô chăm sóc bà cho tới tận sáng hôm sau. Đến khi bà cô tỉnh lại ăn mới yên tâm ra về thì tinh thần phát hiện anh để quên thẻ dự thi nên cô đành đi lên thành phố. Trên đường xe xảy ra sự cố phải dừng lại thì bất chợt có chiếc xe tải đi qua, cô liền lên xe đi nhờ lên thành phố luôn. Cuối cùng cô cũng lên tới nơi và gặp Nhất Bạch ở ngoài rồi đưa thẻ cho anh. Nhưng cô đâu biết anh không cần thẻ thì vẫn vào được phòng thi, làm phí công cô bé bỏ cả bà bị bệnh để lên thành phố tìm anh. Cô đưa thẻ cho Nhất Bạch rồi ở trường đợi anh vì cháy túi rồi lấy gì mà về nhà. Nhưng anh thi xong đợi lâu quá thành ra ngủ luôn mất. Nhất Bạch thì xong đi đến đánh thức cô rồi dẫn cô đi ăn vì để cảm ơn cô đã đưa thẻ cho mình. Nhất Bạch nể tình cô vì mình mà lên tận đây, cô đòi đi xích đu khổng lồ vì lần trước đi qua cùng Hạo Thiên cô thấy mà chưa được đi. Anh nghe vậy thì cay cú không dẫn cô đi nữa nhưng chỉ dừng một tí trò nịnh hót vớ vẩn với anh làm anh liền đồng ý dẫn cô đi chơi xích đu khổng lồ. Ngồi trên xích đu, cô bé tặng cậu chiếc vòng tay làm anh vô cùng hạnh phúc. Khâm Ca về nhà thấy có cuộc thi tài năng nên cô liền đăng ký và lọt được vào vòng trong nên hôm sau liền khoe với tinh thần và nhờ cô giúp mình kiếm fan. Buổi chiều, Nhất Bạch ở nhà thấy Dịch Mộc gọi điện nói Khâm Ca tinh thần làm điều gì mờ ám ở quảng trường nên liền lôi Nhất Bạch đi xem sao. Đến quảng trường, anh thấy tinh thần giúp cô thực hiện ước mơ làm ca sĩ đường phố của Khâm. Tinh thần thấy Nhất Bạch đi đến thì kéo cả anh vào gia nhập hội cùng nhau ca hát vui vẻ. Bố Khâm Ca biết được sự việc thì rất tức giận trách mắng Khâm Ca làm cô bỏ lên phòng khóc lóc với tinh thần. Cô bé gợi ý cho Khâm Ca nói Dịch Mộc đến thuyết phục bố nên cô dành cầu cứu Dịch Mộc đến khuyên cho mình làm, bố cô thấy mủi lòng rồi đồng ý cho cô theo đuổi đam mê của mình. Hôm sau, Khâm Ca vui vẻ thông báo cho mọi người biết làm cả đám vui vẻ chúc mừng cô. Trong thư viện, Nhất Bạch đi tới tìm tinh thần. Hai người nói chuyện với nhau rồi ngày càng sát vào nhau. Làm tinh thần nghe Nhất Bạch nói thì ít mà ngắm cậu ở cự ly gần thì nhiều. Khâm Ca bên này thì tập luyện chăm chỉ rồi cuối cùng ngày cô thi giải tài năng cũng tới. Tuy không được chọn nhưng Dịch Mộc vẫn ở cạnh an ủi cô không được từ bỏ, làm cô càng thêm quyết tâm với đam mê của mình. Hôm sau ở lớp, tinh thần thấy Khâm Ca chăm chỉ học bài trong khi mình lại chẳng có tâm trí gì cố gắng. Nhất Bạch thấy vậy liền rút ra 2 tấm vé xem đại hội coi như là mục tiêu cố gắng, khiến cô bé lấy lại thêm động lực liền. Ở nhà, Khâm Ca bố cô vui vẻ khi thấy con gái mình chăm chỉ học hành. Cả nhà tối đó uống nhiều quá làm Dịch Mộc say ngất ngưởng, được Khâm Ca dìu tới phòng. Dịch Mộc liền bật dậy nói lúc nào cũng sẽ ủng hộ cô rồi còn hôn lên trán cô. Cô bé bất ngờ tặng luôn cho cậu cái bạt tai làm cậu bất tỉnh nhân sự rồi ngáy như bò không biết trời đất đâu nữa. Sáng hôm sau, Khâm Ca nhận cú sốc buổi tối đó làm cô bé nằm mơ cũng thấy lại cảnh đó.
Đến lớp Khâm Ca giận dỗi khiến Dịch Mộc không hiểu chuyện gì xảy ra. Tinh thần trong lớp đợi Nhất Bạch tới để khoe bài thi cho anh rồi bị anh lừa một vố đau vì vé xem đại hội đã hết hạn. Anh liền lấy ra hai vé mới rồi động viên cô tiếp tục cố gắng. Sau giờ học, Nhất Bạch rủ cô đi cà phê để học thêm rồi Hạo Thiên đi tới ngỏ lời muốn đi. Tinh thần quay qua rủ Khâm Ca đi cùng thì Giá Đỗ ngồi trên cũng quay lại xin đi cùng. Nên Nhất Bạch chỉ có thể gượng cười đồng ý, tưởng đâu được hẹn hò riêng với em mà bị hai ba con kỳ đà cản mũi, đúng là xui mà. Khâm Ca ngồi trong thư viện ngẩn ngơ mãi vì phát hiện Dịch Mộc cùng bạn học nữ ở lớp thân thiết với nhau hơn thì tâm trạng có chút không thể hiểu được. Sau trận bóng, Dịch Mộc đến chỗ lớp mình rồi giành nước của Khâm Ca nhưng được bạn nữ kia tặng nước nên anh liền trả lại chai nước của Khâm Ca khiến cô giận dỗi bỏ đi. Đến tối đi về, Khâm Ca vẫn còn cay cú nên giải bày với Tinh Thần thì cô liền nhìn ra Khâm Ca đã thích Dịch Mộc từ bao giờ, làm cô ngượng quá liền bỏ đi. Sáng hôm sau, Khâm Ca ngồi ở nhà giận dỗi nghĩ về Dịch Mộc thì cậu đi tới nhà khiến cô phải điều chỉnh làm mặt tức giận ra gặp cậu. Cậu vào cha cô quyển sách rồi ngây thơ hỏi mình đã chọc giận cô khi nào làm cô cay cú đuổi cậu về. Cậu cũng không hiểu chuyện gì thì cứ vậy về luôn, làm cô bé trong phòng ghen như muốn điên lên. Dịch Mộc ở bên ngồi định trèo cửa sổ vào thì Khâm Ca tặng ngay cho cậu một chậu cây khiến anh ngã lăn ra đất. Cô liền chạy xuống đỡ cậu rồi lau vết thương cho cậu. Thấy cô bé khóc lóc vì mình, cậu liền an ủi Khâm Ca. Khi ngồi bên công viên, Khâm Ca liền hỏi cậu về quan hệ với cô bạn học kia. Sau khi nghe Dịch Mộc kể rõ, cô vẫn có chút ghen vì ngày thường cậu keo kiệt vậy mà giờ lại cho gái tiền, thì được biết bố cậu cho tiền mua giày mà không đủ nên anh mới có tiền cho cô bạn kia. Sáng hôm sau, Dịch Mộc đến lớp thấy đôi giày được để trong ngăn bàn thì biết ngay là của ai tặng. Anh chạy ra tìm Khâm Ca để cảm ơn rồi cả hai lại vui vẻ với nhau như ngày nào. Trong lớp học, Hạo Thiên viết thư rủ Tinh Thần đi học thêm sau giờ học rồi cô nói cho Nhất Bạch. Lần này Nhất Bạch không muốn thêm con kỳ đà nào cản mũi nên liền bảo cô từ chối rồi sau giờ học đợi cậu ở trạm xe buýt. Cả hai sau đó đến quán cà phê học riêng với nhau. Đang lãng mạn được một tí thì anh nói cô uống nhầm phải cốc nước của anh, làm cả hai ngại ngùng không dám nhìn vào mắt đối phương. Khi lên xe buýt đang nói chuyện thì chiếc xe phanh lại, làm cả hai người tí thì chạm môi. Cả hai đơ ra rồi quay đi không biết giấu mặt vào đâu. Buổi sáng ở lớp học, Khâm Ca vẫn lo lắng cho Dịch Mộc vì trận đấu sắp diễn ra mà chân cậu vẫn bị thương. Cậu vẫn an ủi cô rồi nói chân mình không sao để cho Khâm Ca yên tâm hơn phần nào. Ngày thi đấu tới, Dịch Mộc bất ngờ bị đối thủ đụng trúng vết thương rồi đẩy ngã. Khâm Ca tự trách mình vì cô đã làm cậu cho cậu bị thương như vậy. Dịch Mộc vẫn quyết tâm thi đấu hết mình muốn giành huy chương vàng. Cuối cùng anh vẫn không làm được nên vô cùng thất vọng. Khâm Ca đau buồn tự trách bản thân vì cô mà cậu đã không giành chiến thắng được. Đến tối về, cô vẫn khóc lóc không ngừng tự trách bản thân nên cậu chỉ đành dỗ dành an ủi cô rồi cả hai dắt tay nhau đi về. Trong ngày thi, một bạn học định gian lận liền lấy phao ra chép bài thì vô tình làm rơi, trùng hợp lại trúng ngay dưới bàn Hạo Thiên khiến cậu bị đổ oan. Bà giáo viên coi thi ở phòng thi liên tục bắn ráp chỉ trích Hạo Thiên. Mặc cho cô giáo chủ nhiệm có giải thích thế nào đi nữa cũng không lại con mẹ lắm mồm ở bên. Hạo Thiên sau đó bị phê bình toàn trường thì đi tới đối chất với thầy chủ nhiệm nhưng thầy hoàn toàn không nghe cậu. Trong lúc kích động, anh tuyên bố nghỉ học rồi cầm sách vở bỏ đi. Ra đến ngoài, Tinh Thần đuổi theo ngăn cậu lại nhưng cậu hoàn toàn không nghe được. Cả đám trong lớp vẫn nghi ngờ về Hạo Thiên nhưng không có cách nào để giải quyết. Hạo Thiên bên này đang phụ giúp anh trai sửa xe thì anh giới thiệu cậu một câu lạc bộ xe rồi động viên cậu theo đuổi ước mơ của mình. Hạo Thiên đã 3 ngày không đi học làm cả đám lo lắng không biết làm gì. Nhất Bạch liền nghĩ ra cho cả đám cách xem lại video hôm đó. Sau đó Dịch Mộc đánh lừa bảo vệ rồi giúp cả đám xem lại video hôm đó. Bất ngờ thầy chủ nhiệm đi vào bắt tại trận cả đám rồi bắt cả bọn chạy quanh sân trường. Sau khi trở về, Nhất Bạch bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng khiến Tinh Thần trở nên lo lắng. Sau khi Nhất Bạch trở về lớp, nhà trường thông báo xin lỗi Hạo Thiên toàn trường, làm cho cả đám vui vẻ vì đã tìm ra chân tướng rửa tội cho cậu. Tinh Thần về nhà gọi cho Hạo Thiên khuyên cậu quay trở lại, nhưng sáng hôm sau vẫn không thấy Hạo Thiên đâu. Cô bé lo lắng rủ Nhất Bạch đi tìm Hạo Thiên với mình nhưng vẽ xấu quá làm anh không có mỹ từ nào tả nổi. Buổi chiều, Nhất Bạch cùng Tinh Thần đi tới gara muốn khuyên cậu quay lại trường học. Nhưng Hạo Thiên giờ đã quyết không muốn học nữa nên liền đuổi cả hai ra về. Tinh Thần nhất định không chịu nhưng cũng hết cách, chỉ đành giận dỗi ra về. Tinh Thần về nhà hẹn cậu ra sân chạy bộ ở trường. Đến nơi, cô bắt cậu cùng chạy bộ đến khi có người dừng lại trước mới thôi. Cuối cùng Hạo Thiên đẹp trai nhưng yếu sinh lý đành chịu thua, không thể chạy nổi với Tinh Thần nên đành đồng ý quay lại trường học. Trở về lấy xem, Hạo Thiên lại gặp Nhất Bạch ngồi đó đợi cậu. Cậu tò mò vì sao anh lại ở đây mà không đi học với Tinh Thần thì anh cho cậu biết anh sẽ nghĩ mình đã đánh giá cao Hạo Thiên có thể làm tình địch của anh nhưng anh đã lầm. Hạo Thiên cay cú vì Nhất Bạch tỏ vẻ khoe khoang như vậy, đã vậy còn bị anh kích đều vì sắp thua trong cuộc thi học kỳ sắp tới. Trong khi cả đám đang lo lắng vì Hạo Thiên vẫn chưa quay lại học, Tinh Thần thì đang buồn bã trách móc Hạo Thiên thì cậu đi đến làm tất cả bất ngờ. Hôm sau cô giáo thông báo sẽ chia lớp để ôn thi trong 3 tháng tới, làm cả lớp xôn xao không chấp nhận.
Tinh thần bên này không thể chấp nhận xa lớp trưởng nên anh an ủi sẽ dạy cô vào cuối tuần nhưng liền bị cô giáo dội ngay gáo nước lạnh. Cô giáo thông báo thêm rằng sẽ không có ngày nghỉ thì làm cho hai người không cách nào học thêm với nhau được nữa. Tinh thần buồn bã vì không được xếp chung với Nhất Bạch thì không thể tập trung học được. Cũng do là lớp mới nên lớp Tinh thần hệt như cái chợ phiên ngày Tết, làm ông thầy giảng bài cay quá mắng cả đá, như té nước vào mặt. Những ngày sau Tinh thần cùng mọi người bắt đầu chuyên tâm lại vào việc học hơn. Nhất Bạch sau nhiều ngày nhớ Tinh thần không chịu được nên tìm đến lớp cô tặng cô đồ ăn vặt làm cả đám ở trong lớp ghen tị. Tinh thần trở về nhà buồn bã vì kết quả vẫn không như mong đợi. Trùng hợp Nhất Bạch gọi tới an ủi cô và động viên Tinh thần tiếp tục cố gắng cho lần sau. Ngày hôm sau tiết học toán kết thúc thấy giáo cho cả lớp nghỉ ngơi 10 phút. Tinh thần liền chạy đi tìm Nhất Bạch thì bị ông giữ lại bắt cô thu vở bài tập. Cô đang đi thu thì hai bạn học định đi ra khỏi lớp liền bị Tinh thần gọi lại để nộp bài. Cô bạn học từ chối vì chưa làm nhưng Tinh thần vẫn cố chấp. Cô bạn học định mặc kệ Tinh thần rồi bỏ đi thì Khâm Ca đi đến nói giúp bạn mình. Hai cô gái không ai chịu nhường ai nên cãi nhau rất căng thẳng rồi bị thầy giáo bắt phạt đứng góc lớp. Hôm sau cả đám bực bội vì bị bọn lớp đê chèn ép. Dịch Mộc cùng Hạo Nhiên định đi tới xử luôn chúng thì Khâm Ca cùng Nhất Bạch khuyên can. Tinh thần bình thường nói nhiều nhưng vì tâm trạng không ổn định nên cô cứ ngồi đó rồi lấy cớ vào lớp để rời đi. Khâm Ca biết cô tâm trạng không ổn nên đành bảo Nhất Bạch đi khuyên nhủ cô. Hôm sau Nhất Bạch biết ở trường sẽ mất điện nên nói cho Tinh thần. Anh bảo cô sau khi mất điện hãy trốn ra khỏi lớp rồi anh dẫn cô đi ngắm sao băng. Cả hai tâm sự mỏng một lúc thì đã có điện mà anh chưa kịp nói gì nhiều với Tinh thần nên chỉ đành đưa cô vở bài tập anh chép cho cô. Hôm sau Tinh thần tới văn phòng xin thầy cho cô nghỉ để đưa bà đi khám phụ khoa thì khiến ông thầy suýt sặc chết vì không tin nổi điều mình vừa nghe. Ông liền hỏi lại làm cô bé bất chợt nhận ra mình nói nhầm nên đã nói đưa bà đi khám lại lần hai. Khi rời văn phòng cô bắt gặp hai anh Nhất Bạch và Đình Hạo đang đợi cô ở ngoài. Hai anh biết cô đưa bà đi viện nên muốn ra dáng cháu rể tương lai cùng Tinh thần đưa bà cô đi thì cô bé đành từ chối. Cô bé thấy hai anh đều trùng hợp đứng đó thì có chút nghi vấn nên hai anh liền viện lý do vớ vẩn để qua mắt Tinh thần ngây thơ. Chiều hôm sau Tinh thần dẫn bà đi bệnh viện thì bắt gặp thầy chủ nhiệm cũng đang ở bệnh viện làm cô có chút bất ngờ. Hôm sau Tinh thần nói cho cả đám thì mọi người liền quyết định đi thăm ông. Ông cảm kích rồi động viên học sinh của mình phải cố gắng trong kỳ thi sắp tới làm cả đám rất yên tâm về bệnh tình của thầy. Sau một thời gian cả lớp lại quay trở về lớp học cũ. Trong khi mọi người đang mệt mỏi thì Hạo Thiên tặng cho Tinh thần hộp mì tôm làm cả đám thèm quá đều muốn xin cậu ăn. Đang ăn ngon thì thầy chủ nhiệm lại đi tới mắng mọi người rồi để Nhất Bạch tự xử trí. Cả đám sau khi tự chịu phạt quay trở lại lớp thì mọi người đang viết lưu bút cho nhau. Tinh thần chưa chuẩn bị gì nên đành để mọi người viết lưu bút vào áo. Hôm sau Hạo Thiên tặng cho Tinh thần bài hát trên loa của trường nhưng cô ở thư viện nên đâu biết được chuyện gì xảy ra. Về đến lớp bị các bạn trêu đùa nhưng vẫn ngây ngô không biết xảy ra chuyện gì. Những ngày sau đó cả lớp rất tích cực và chăm chỉ học tập với nhau. Những ngày học cuối cùng cả lớp buồn bã chia tay các thầy cô đã gắn bó với mọi người trong 3 năm qua. Và rồi tất cả đều bước vào kỳ thi rất tốt. Đến cuối cùng tất cả đều hoàn thành kỳ thi của mình. Mọi người ở sân trường ăn mừng vì kỳ thi đã xong. Mọi người cùng nhau vui đùa ném bóng nước rất vui. Khi cậu trở về Nhất Bạch gọi cho Tinh thần thông báo cho cô biết điểm của mình làm cô bé vui mừng không tin vào kết quả của bản thân. Cô vẫn không quên hỏi Nhất Bạch về quyết định học đại học của mình. Cô bé vui vẻ khi biết cậu sẽ chọn đại học trong nước. Vậy là cô lại có thêm cơ hội học cùng anh nữa rồi. Hôm sau cả lớp chụp ảnh lưu niệm với nhau. Nhất Bạch thấy Tinh thần cùng Đình Hạo chụp mãi không rời thì liền đi tới kéo Tinh thần sang chụp với mình. Đình Hạo chỉ có thể ngồi một bên thưởng thức cơm chó. Khâm Ca bên này không thấy Dịch Mộc đâu liền gọi cho cậu thì bất ngờ anh ở trên tầng đợi sẵn tặng cho cô bất ngờ lớn nhất. Anh mạnh dạn tỏ tình với cô ngay sân trường làm thầy chủ nhiệm ở dưới thấy ớn nên đuổi theo bắt cậu lại. Ở bên này Nhất Bạch đang bị mẹ cậu trách mắng vì từ bỏ cơ hội đi du học. Tình cờ Tinh thần đi tới liền nấp vào một bên nghe trộm. Mẹ anh chất vấn anh vì sao lại từ bỏ giấc mơ của mình sau đó liền rời đi. Tinh thần trở về nghi hoặc về quyết định của Nhất Bạch thì đột nhiên cô làm rơi ví của Nhất Bạch xuống. Khi nhặt lên trùng hợp cô thấy anh và người bạn Giao Giao thở bé của mình. Cô liền nhận ra anh chính là người anh trai của Giao Giao. Ở bên này Khâm Ca cùng Dịch Mộc trở về với nhau. Dịch Mộc hỏi cô về quyết định của mình làm cô bé ngại ngùng né tránh. Buổi tối Tinh thần trở về nhà buồn bã nhớ lại chuyện chiều nay. Đến tận tối nghĩ mãi vẫn không biết lý do Nhất Bạch từ bỏ đi du học. Tối hôm sau mọi người ở lớp đến nhà Khâm Ca ăn mừng rồi chơi trò nói thật, mượn rượu để bày tỏ lòng mình ra. Dịch Mộc được cô bạn học mời rượu làm cô ghen tị ra mặt. Tinh thần cùng một bạn nữ khác mời Nhất Bạch nhưng anh lại quay ra nhận cốc của bạn nữ kia thì Tinh thần có chút buồn. Cô đã uống nhiều nên anh đành đưa cô về nhà. Tinh thần cùng Nhất Bạch ngồi trên xe buýt. Cô khóc lóc nói mình đã xem bức ảnh của anh trong ví. Cô liền đứng lên bày tỏ lòng mình với Nhất Bạch rồi anh chỉ đành an ủi cô bé. Sau đó Nhất Bạch cõng Tinh thần về nhà. Cô bé mơ hồ nhìn Nhất Bạch trước mặt mà vui mừng cười mãi không thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô vẫn không thể tin chuyện hôm qua mình làm là thật.
Nhất Bạch ở nhà được bố cậu đi đến khuyên cậu suy nghĩ nghiêm túc về quyết định của bản thân làm cậu rơi vào trầm tư. Hôm sau Nhất Bạch đợi Tinh Thần ở bến xe rồi cả hai lên đường đi picnic cùng mọi người, cả đám đi đến nơi cắm trại. Vì cái bàn có chút lỗi nên Giá Đỗ định cầm bùa đập mà không may vấp ngã tí thì tặng Tinh Thần một búa vào đầu. Cũng may có Nhất Bạch chắn trước cô rồi Hạo Thiên nhanh tay túm Giá Đỗ lại. Tinh Thần đi lấy củi thì Nhất Bạch cũng đuổi theo sau. Anh đi đến bày tỏ lòng mình với Tinh Thần rồi cho cô xem khung cảnh đầy đom đóm làm cô bé vừa hạnh phúc vừa bất ngờ. Cô bé định bắt con đom đóm ở trên vai anh, sau đó cả hai tiến sát về nhau. Sau khi nhìn nhau đắm đuối, anh trao cho Tinh Thần một nụ hôn trong khung cảnh đầy lãng mạn làm cả hai hạnh phúc không nói lên lời. Ở bên này mọi người thấy hai người kia mãi chưa về thì Khâm Ca đứng lên đi tìm. Trong đêm tối cô một mình đi trong rừng thì Dịch Mộc đằng sau rình rập đi theo rồi sau đó đứng trước mặt Khâm Ca. Dọa cô tưởng có ai đằng sau liền khép vào vòng tay cậu, đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra đó là cậu thì chạy theo đánh cậu té tát. Đình Hạo bên này ngồi ở đó gượng cười nghĩ mãi về kỷ niệm của anh với Tinh Thần 3 năm qua, cuối cùng anh vẫn không có được Tinh Thần. Nhất Bạch cùng Tinh Thần trở về nói chuyện với nhau rồi anh nhắc về người bạn đã tặng kẹo cô năm xưa. Cô chợt nhận ra liền chạy tới hỏi anh để xác nhận lại, hóa ra từ đầu vẫn luôn là định mệnh đã sắp đặt nhưng cô ngây ngô nên giờ mới nhận ra. Cô cảm kích vì gặp được Nhất Bạch, anh cũng vui vẻ hôn lên trán cô rồi nhìn hạnh phúc nhìn nhau. Vậy là phần tóm tắt đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên cho chúng mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.